chàng rể đại gia. Chu Dương. Chương 821, suy đoán của Tô Thế Minh. Suy nghĩ một lát, trong lòng Chu Dương đã có kế hoạch, anh bắt đầu nói với mọi người. Chu Dương càng nói, sắc mặt của mọi người càng trở nên nghiêm trọng. Cho dù là đám người Hổ gia, lúc này vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn. Bọn họ không cho rằng những người này có thể khống chế được người của nhánh chính Hứa gia bằng vũ lực, nếu đã như thế thì sẽ mở ra một chiến trường khác, phân tán sự chú ý và tinh thần của nhánh chính Hứa gia, đương nhiên vô cùng tốt. Thời gian từng phút trôi qua, khoảng một giờ sau, Chu Dương mới nói xong kế hoạch của anh. Trong kế hoạch này, dù Chu Dương hay đám người Hổ gia, hoặc là Tô gia của Tô Thế Minh đều đã có vị trí rõ ràng của mình. Thậm chí Chu Dương còn sắp xếp nhiệm vụ cụ thể cho mỗi người. Nhiệm vụ không khó, chỉ cần làm áng chừng có thể hoàn thành, quan trọng nhất vẫn là quyết tâm và sự can đảm. Chu Dương không lo lắng về sự quyết tâm và dũng cảm của đám người Hổ gia. Nếu một nhánh phụ của bọn họ đã quyết định giải quyết mâu thuẫn với nhánh chính Hứa gia, vậy thì đương nhiên sẽ cố gắng hết sức trên mọi phương diện để chèn ép nhánh chính Hứa gia, cho nên dù Chu Dương không nói, có lẽ bọn họ sẽ làm gì đó để quấy nhiễu nhánh chính Hứa gia. Đám người Tô Thế Minh mới khiến Chu Dương thật sự lo lắng. Dù sao, rất dễ nhận thấy điều khác biệt giữa Chu Dương và Hứa gia đó là Hứa gia có sản nghiệp to lớn và nhiều người trong gia tộc. Không như Chu Dương, một mình đơn độc, theo cái nhìn của người Tô gia, anh có lẽ chỉ có một người mẹ. Tình hình như vậy, khiến cho Chu Dương có rất nhiều cơ hội để thay đổi linh hoạt. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn hoặc không thể khống chế các yếu tố, Chu Dương cũng có đường lui lớn hơn. Mà theo kế hoạch vừa nãy của Chu Dương, cũng không phải là việc gì khó khăn với Tô gia, nhưng lại cần tới dũng khí và quyết tâm to lớn. Tô Thế Minh không thể quyết định trong khoảng thời gian ngắn. Mà tứ đại vệ sĩ cũng không đưa ra được cách nào nhanh nhất. Bọn họ chưa dốc hết toàn bộ dũng khí và sự quyết tâm của mình, vậy Tô gia to lớn sẽ rơi vào tình thế mạo hiểm. Đương nhiên Chu Dương cũng để ý tới vẻ im lặng và do dự của mọi người. Nói thật, Chu Dương có thể hiểu rõ suy nghĩ và do dự của đám người Tô gia. Đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, Chu Dương cảm thấy, nếu anh ở trong tình thế của Tô gia, chắc hẳn cũng có suy nghĩ giống vậy, trong lòng sẽ vô cùng do dự. Suy cho cùng, Chu Dương vừa nói nhiều như vậy, phân tích cho cả hai bên về các mặt, thậm chí cam đoan rằng không thua kém Hứa gia về sức mạnh vũ lực, nhưng chuyện này ai có thể dám chắc được chứ? Chu Dương cười thầm, anh biết mình nên cho bọn họ mấy viên an thần. Các vị, tôi biết mọi người rất lưỡng lự, cho rằng kế hoạch này của tôi cực kỳ mạo hiểm, hơn nữa Chu Dương tôi chỉ có một mình, các người lại có Tô gia lớn mạnh ở phía sau, cho nên trong lòng còn chần chừ, tôi đều hiểu những điều này. Chu Dương chậm rãi nói với nụ cười thản nhiên, giống như không thèm để ý sự do dự trong lòng mấy người Tô gia. Nhưng các vị, đây là một cơ hội rất tốt, không chỉ để Tô gia không phải chịu sự ảnh hưởng của Hứa gia, mà còn vì tiêu diệt Hứa gia cũng là một điều tốt đối với Tô gia. Theo tôi biết, trong số các gia tộc hạng nhất ở Đông Hải, Tôn gia có đẳng cấp đứng đầu, cũng còn vài gia tộc có địa vị cao hơn Tô gia một chút, suy cho cùng. Địa vị của Tô gia trong các gia tộc hạng nhất cũng không phải cao lắm. Lúc này đây, chính là một cơ hội để cho Tô gia có thể thay đổi địa vị. Tôi biết mọi người nghi ngờ kế hoạch này của tôi, thậm chí cho rằng tôi đang ba hoa khoác lác. Tuy nhiên, tôi muốn nói với mọi người, tuy rằng kế hoạch này của tôi hết sức mạo hiểm, nhưng lợi ích cũng vô cùng to lớn. Tôi cảm thấy có một việc vẫn cần nói với mọi người. Ngoài ba bên chúng ta, còn có câu lạc bộ Silver Lake và Trần Tổng Trần Thế Hào cũng sẽ giúp đỡ chúng ta, tôi còn có thể nhận được hỗ trợ, từ các mối quan hệ ở tỉnh Thương Tây. Cho dù Hứa gia là gia tộc ẩn giật, nhưng bao năm nay chưa xuất đầu lộ diện, chắc chắn không hiểu rõ tin tức về thế giới bên ngoài như chúng ta, mà những điều này, đều đã trở thành một trong những điều kiện để chúng ta tiêu diệt Hứa gia. Chu Dương chậm rãi lên tiếng, từng câu nói ra như đang nói về một câu chuyện xảy ra thường ngày. Nhưng những lời nói lại khiến Tô Thế Minh và tứ đại vệ sĩ hết sức kinh hoàng. Chưa kể đến mạo hiểm và cơ hội. Những điều đó không cần Chu Dương giải thích, bọn họ cũng hiểu được, nếu không có cơ hội cực lớn thì sao bọn họ phải mạo hiểm như vậy. Điều mọi người trong Tô gia quan tâm là mấy câu phía sau của Chu Dương.
Ngoại trừ những thế lực đang ngồi ở đây, câu lạc bộ Silver Lake và Trần Thế Hào cũng sẽ ủng hộ, còn có người ở tỉnh Tương Tây. Tô Thế Minh nhìn Chu Dương với ánh mắt sáng rực. Đương nhiên Tô Thế Minh biết rõ mối quan hệ giữa Chu Dương và Trần Thế Hào của câu lạc bộ Silver Lake. Lần trước, khi Tô gia xảy ra mâu thuẫn nội bộ, Tô Thế Cầm muốn tranh giành vị trí gia chủ của ông ta, lúc đó Tô Thế Minh nhờ Chu Dương đến hỗ trợ, hình như người đi sau Chu Dương chính là Trần Thế Hào. Hơn nữa, Tô Thế Minh đột nhiên nhớ ra một chuyện, mà ông đã quên mất phần lớn trong thời gian trước đó. Có điều bây giờ nhớ đến, trong lòng Tô Thế Minh càng thấy khiếp sợ. Ông ta nhớ rõ lúc ấy ở trên gác xếp nhỏ của Tô gia, vẻ mặt Trần Thế Hào bình tĩnh, gọi Chu Dương là thiếu gia. Trần Thế Hào là ai? Người thành lập câu lạc bộ Silver Lake ở Đông Hải mười mấy năm, trở thành thế lực hàng đầu, có khả năng tiêu diệt một gia tộc hạng hai chỉ trong một đêm. Trở thành một trong những người đẳng cấp nhất Đông Hải, ngay cả Tô Thế Minh nhìn thấy, cũng không dám lên mặt. Nhưng Trần Thế Hào lại gọi Chu Dương là thiếu gia. Vậy rốt cuộc Chu Dương có lai lịch gì? Tô Thế Minh chưa từng nghe ai nhắc đến gia cảnh của Trần Thế Hào, nếu đã vậy thì thiếu gia Chu Dương này lại là người đến từ đâu? Tô Thế Minh biết bây giờ không phải là lúc để hỏi mấy chuyện này, nhưng trong lòng tự nhiên nghĩ đến, bỗng chốc không thể khống chế bản thân. Bởi vì ông ta phát hiện, hình như mình vừa biết được một bí mật rất kinh khủng, bí mật này rất có thể sẽ ảnh hưởng cả bố cục của Đông Hải trong tương lai. Đó là Trần Thế Hào và Chu Dương đều đến từ một gia tộc bí ẩn. Mà khả năng lớn là Trần Thế Hào cũng chẳng là gì trong gia tộc đó. Còn Chu Dương lại là thiếu gia của gia tộc kia. Cộng thêm việc, Chu Dương hiểu rõ tình hình của Hứa gia, ánh mắt Tô Thế Minh nhìn Chu Dương như càng sáng rực hơn. Lúc này, thậm chí Tô Thế Minh còn đoán, có thể Chu Dương cũng đến từ một gia tộc ẩn giật. Một gia tộc ẩn giật không kết giao với Hứa gia. Nếu không, tại sao anh lại hiểu rõ những điều mà không ai biết về Hứa gia? Chương 822, Hạ quyết tâm. Hơn nữa bất kể nhìn từ khía cạnh nào, Chu Dương đều không nên hiểu như vậy. Thêm vào đó, những tông sư võ giả đột nhiên xuất hiện bên cạnh Chu Dương. Và còn cả hổ gia trông lạ hoắc này. Những người này lẽ nào thực sự không phải là do những gia tộc ẩn giật chỗ Chu Dương cử ra để hỗ trợ Chu Dương sao? Lý do vì sao Chu Dương nói muốn tiêu diệt Hứa gia rất đơn giản, đó chính là gia tộc ẩn giật bên chỗ Chu Dương có mối hận rất lớn với Hứa gia, muốn nhân cơ hội Hứa gia xuất đầu lộ diện trong tình hình chưa ổn định để xử lý Hứa gia ngay và luôn, tiêu diệt bọn họ. Mà những điều này, hầu hết đều có thể hiểu được. Tô Thế Minh thầm run lên. Ông ta cố hết sức chịu đựng, không cho phép mình biểu hiện ra nhiều thay đổi gì thêm khiến Chu Dương phát hiện ra cơ sự. Ông ta cảm thấy mình đã phát hiện ra chân tướng sự việc, còn Chu Dương không nói ra vì muốn gây bất ngờ. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Thế Minh đột nhiên thả lỏng rất nhiều. Nếu suy đoán của ông ta là đúng, Chu Dương xuất thân từ một gia tộc ẩn giật, vậy thì kế hoạch chống lại Hứa gia lần này xác suất thành công rất lớn. Thế Minh, ông nghĩ sao? Đúng vậy, Thế Minh, ông là gia chủ, dù sao cũng phải do ông đưa ra chủ ý. Vệ sĩ hạng 3 và hạng 4 thì thầm bên cạnh Tô Thế Minh. Họ thực sự rất hào hứng với kế hoạch mà Chu Dương vừa đề cập và muốn thử nó. Nhưng gia chủ Tô gia dù sao cũng là Tô Thế Minh, nên vẫn cần Tô Thế Minh cất lời, ý kiến và cách nghĩ của bọn họ cũng chỉ có thể cung cấp để tham khảo thôi. Hả, à, tôi biết rồi. Chu Dương. Tô gia chúng tôi đồng ý kế hoạch của cậu. Tô Thế Minh nói một cách nghiêm túc. Giờ phút này, trong lòng tứ đại vệ sĩ đều run lên, bọn họ biết nếu như Tô Thế Minh đã đồng ý, vậy thì một khi họ làm theo kế hoạch này, sẽ không còn đường lui. Nếu thất bại trong cuộc đối đầu trực diện với Hứa gia, tương lai của Tô gia sẽ vô cùng ảm đạm. Sự dứt khoát của Tô Thế Minh dường như thể hiện sự hoàn toàn đồng ý với kế hoạch của Chu Dương. Tin rằng kế hoạch này nhất định sẽ thành công. Quyết tâm này khiến Chu Dương cảm thấy hơi kinh ngạc. Anh đã chuẩn bị sẵn một bộ lý do để khiến Tô Thế Minh đồng ý với kế hoạch này, nhưng bây giờ có vẻ như Tô Thế Minh cũng có quyết tâm và dũng khí. Dẫu sao, ngay cả theo quan điểm của Chu Dương, không dễ dàng để đưa ra quyết định này. Rất tốt, nhưng mà Tô Thế Minh đã quyết định như vậy, Chu Dương đương nhiên sẽ không chất vấn những người khác, chỉ cần Tô gia có quyết tâm này. Về phần Tô gia có ý kiến gì khác hay không, Chu Dương cũng không lo lắng.
Cho dù Tô Gia có bất kỳ suy nghĩ nào khác, sau khi họ đối đầu trực tiếp với Hứa Gia, những suy nghĩ đó sẽ lập tức biến mất. Nếu đúng như vậy, thì kế hoạch giữa chúng ta coi như đã chính thức được hoàn thiện. Sau khi quay về, mọi người có thể bắt đầu chuẩn bị. Chu Dương cười đứng lên. Điều này cũng có nghĩa là cuộc thảo luận giữa họ đã kết thúc. Sau gần một tiếng rưỡi đàm phán, cuối cùng hai bên đã lên được một phương án. Được, giờ chúng tôi trở về chuẩn bị. Tô Thế Minh cũng rất hào hứng. Nghĩ đến ánh mắt ngạc nhiên của Tôn Gia và Đinh Gia vào ngày Hứa Gia bị tiêu diệt, ông ta cảm thấy nhất định mình phải làm thật tốt kế hoạch của Chu Dương và làm cho nó thật hoàn hảo, không cho Hứa Gia có bất cứ cơ hội nào. Nói đến thực lực, Tô Gia đương nhiên không phải là đối thủ của gia tộc ẩn giật Hứa Gia. Tuy nhiên, Chu Dương và Hổ Gia đã giúp kiềm chế thế lực của Hứa Gia, vì vậy ở những khía cạnh khác, Tô Thế Minh không cho rằng Tô Gia thua kém Hứa Gia. Chưa biết được ai sẽ thắng ai, phải chiến đấu thực tế mới biết được. Ngay sau đó, Tô Thế Minh đưa theo tứ đại vệ sĩ rời thẳng khỏi phòng Thăng Long. Chu Dương không cùng họ rời đi ngay, mà vẫn ngồi yên lặng trong phòng Thăng Long một lúc. Chu Dương, cậu thực sự chắc chắn như vậy sao? Cậu cần biết là kế hoạch này của mình rất nguy hiểm. Một khi xảy ra sai sót, hậu quả sẽ khôn lường. Hổ Gia nhìn Chu Dương, trầm giọng nói. Vừa rồi ông ấy đã nghe thấy kế hoạch của Chu Dương, trong lòng luôn có một nỗi nghi ngờ và chấn động lớn. Nhưng lúc nãy người của Tô Gia vẫn ở đó nên ông không xuất hiện. Bây giờ người Tô Gia đã đi rồi, trong phòng Thăng Long chỉ còn ông và Chu Dương, nên bọn họ có thể thoải mái nói chuyện, không cần phải lo lắng trước sau. Kế hoạch của Chu Dương rất tốt, có khả năng hoạt động rất lớn. Nhưng cũng như vậy, đằng sau kế hoạch rất đẹp đẽ này lại tiềm ẩn một nguy cơ rất lớn. Một khi Tô Gia mắc sai lầm khi thực hiện kế hoạch, hậu quả chắc chắn không phải chỉ một Tô Gia nhỏ bé phải gánh chịu. Ông yên tâm, tôi khá yên tâm đối với năng lực của Tô Gia. Hơn nữa, lần này cũng không phải tôi không chuẩn bị sẵn con át chủ bài, Tô Gia chỉ là lên trước để làm mồi nhử thu hút Hứa Gia, còn con át chủ bài thực sự tôi vẫn chưa mang ra, ông đừng lo. Nhưng điều chúng ta nên chú ý lúc này là lần này Hứa Gia sẽ phái bao nhiêu tông sư võ giả. Tôi ước tính số lượng không được dưới 6 người, cho nên sau khi trở về nhất định phải nhắc nhở mấy người Hứa Nguy để bọn họ chú ý đến nhất cử nhất động của Hứa Gia, không được sơ suất. Hơn nữa, hiện giờ Hứa Du vẫn đang ở khách sạn Huy Hoàng. Tôi nghĩ Hứa Gia sẽ có thể phát hiện ra sự thật này. Vì vậy, Hứa Gia nhất định sẽ đến khách sạn Huy Hoàng đòi người. Đến lúc đó, mọi người sẽ rất dễ để lộ thân phận của mình. Tôi nghĩ mọi người nên nghĩ cách đối phó, tôi cảm thấy cách tốt nhất là tạm thời thả Hứa Du ra, để hắn ta trở về Hứa Gia, hoặc là gia nhập với đám người Hứa Gia mới xuất hiện lần này. Hứa Du không biết danh tính của mọi người, hắn chỉ biết một số tình hình bên cạnh tôi. Đến lúc đó, khi họ hội họp với những người trong Hứa Gia, thông tin Hứa Du nhận được chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến Hứa Gia. Mà khoảng thời gian gây nhiễu này là thời gian chúng ta có thể tận dụng. Chu Dương trầm giọng nói, anh nhìn Hổ Gia với vẻ mặt nghiêm túc. Thân phận của Hổ Gia cần được giữ bí mật nghiêm ngặt, hoàn toàn không được tiết lộ ra ngoài. Nếu không, đừng nói là mấy người Hổ Gia, mà tất cả mọi người đều phải chịu hậu quả khôn lường. Nếu Hứa Gia thực sự điên cuồng trả thù, thậm chí còn dùng một ít tài sản của mình để trao đổi thứ gì đó với những gia tộc ẩn giật khác. Đám người Chu Dương có lẽ không chống đỡ nổi. Tôi biết rồi. Hổ Gia trầm giọng đáp, ngay sau đó liền rời đi. Khi Chu Dương bước ra khỏi phòng Thăng Long, Ngưu Xuyên và Chu Phong cũng đi cùng anh. Giám đốc Quách đã đợi sẵn bên ngoài cửa phòng Thăng Long. Chu tiên sinh, anh có cần gặp Thủy Tổng không? Giám đốc Quách thật là một người tuyệt vời. Ít nhất theo như Chu Dương thấy, điều đó là đúng. Thôi tôi còn có việc phải làm nên đi trước đây. Chu Dương vẫy tay rồi cùng Ngưu Xuyên và Chu Phong rời khỏi Thúy Hồ Cư. Chờ đến khi mấy người Chu Dương đã đi xa, Tổng Giám đốc Thúy Hồ Cư Thủy Băng Nguyệt đang ở văn phòng tầng 3 mới thở dài một hơi. Vừa rồi cô đứng bên cửa sổ, nhìn đám người Chu Dương biến mất khỏi tầm mắt. Quyết định không đến gặp cô của Chu Dương không hề làm Thủy Băng Nguyệt cảm thấy bất mãn. Chương 823, phản ứng của các bên. 1. Thủy Băng Nguyệt cũng biết rằng đối thủ thực sự mà Chu Dương phải đối mặt là nhà Hứa Gia.
Khi đối mặt với một gia tộc ẩn giật khổng lồ như vậy, bất cứ ai cũng phải hết sức thận trọng, hết sức đề phòng, không thể nào có một chút sai sót. Cho nên bây giờ Chu Dương cần phải tập trung thời gian để đối phó với Hứa gia, Thủy Băng Nguyệt đương nhiên có thể hiểu được. Nhưng ngay sau đó, lông mày của Thủy Băng Nguyệt cau lại. Cô có chút bất lực, cảm thấy mình căn bản không giúp được gì cho Chu Dương cả. Sự giúp đỡ của tông sư võ giả Chu Phong chỉ giống như muối bỏ biển, không có tác dụng gì lớn. Tuy nhiên, nếu cô muốn thực sự giúp đỡ Chu Dương, chỉ dựa vào thực lực của mình đương nhiên không đủ. Hiện giờ, chỉ có cầu xin sự trợ giúp của Chu gia mới có thể giúp đỡ Chu Dương được nhiều hơn. Nhưng khi nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Chu gia, trong lòng Thủy Băng Nguyệt rối bời, vô cùng chán ghét. Hay, thôi kệ, một gia tộc ẩn giật như Hứa gia, cho dù là Chu gia đụng độ cũng là chuyện rất khó khăn. Dù Chu Dương có được sự hỗ trợ của nhánh phụ Hứa gia, ai biết được nhánh phụ đó của Hứa gia có mưu đồ gì, mình vẫn không yên tâm nổi. Sau khi thầm nghĩ một hồi, cuối cùng Thủy Băng Nguyệt cũng nhấc điện thoại và bấm vào một số mà đã lâu cô không liên lạc. Bố! Chu Dương không biết lúc này Thủy Băng Nguyệt đang làm gì, mà tạm thời cũng không muốn biết. Sau khi trở lại Vịnh Lục Cảnh, anh lập tức bắt tay vào thu xếp. Trong kế hoạch mà Tô Thế Minh và Hổ Gia nói đến, yêu cầu đối với Tô Gia nhiều hơn, nhưng điều này không có nghĩa là Chu Dương không cần phải làm gì cả. Suy đi tính lại, bây giờ ở Đông Hải, e rằng chỉ có Trần Thế Hào mới có thể giải quyết nhu cầu cấp bách của mình. Đầu tiên, anh liên lạc qua điện thoại với Trần Thế Hào, bày tỏ ý định hôm nay mình sẽ đến câu lạc bộ Silver Lake, và chuẩn bị những chuyện để trao đổi với ông ấy. Chu Dương thu dọn một số tài liệu và chuẩn bị gấp rút đến câu lạc bộ Silver Lake. Lúc này, Chu Dương không biết rằng cộng đồng bên ngoài Đông Hải đã vô cùng sôi nổi rồi. Tất cả các gia tộc lớn ở Đông Hải đều đã biết Chu Dương và Tô Gia đã cùng nhau đến Thúy Hồ Cư và thảo luận vấn đề ở trong phòng Thăng Long gần một tiếng rưỡi đồng hồ. Mặc dù mọi người đều biết Chu Dương và Tô Gia đã dành một tiếng rưỡi đồng hồ để thảo luận các vấn đề trong phòng Thăng Long, nhưng mọi người không biết Chu Dương và Tô Thế Minh rốt cuộc đã nói gì trong phòng Thăng Long. Cho dù một số gia tộc muốn mua chuộc thành viên cốt cán của Tô Gia, nhưng ngay từ đầu họ đã bị Chu Dương mời ra ngoài, thậm chí Tô Vĩ cũng phải ra ngoài, nên không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì. Sau khi Tô Thế Minh và Tứ Đại Vệ Sĩ dẫn người của mình trở về Tô Gia, họ chưa từng nói những gì họ và Chu Dương đã trao đổi ở phòng Thăng Long. Do đó, dù ai cũng rất tò mò, nhưng vẫn không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Là Tô Gia và Chu Dương đã vạch ra ranh giới rõ ràng, không tham gia vào kế hoạch tiêu diệt đó. Hay là Chu Dương biết mình ngông cuồng tự cao nên muốn đổi ý, nhờ Tô Gia giúp làm chứng. Hoặc là, hai bên đã thực sự đạt được một thỏa thuận tại phòng Thăng Long, cùng nhau tiêu diệt Hứa Gia. Trong tất cả những điều này, không ai biết sự thật. Họ đã thảo luận cái quái gì vậy, có ai biết không? Chuyện này ai mà biết được, nhưng tôi thấy sau khi đám người Tô Thế Minh ra khỏi phòng Thăng Long, vẻ mặt của họ rất nghiêm trọng, bầu không khí bên trong hiển nhiên không tốt. Ha ha, có lẽ Tô Gia cũng căn bản không có cái gan này. Hôm nay họ chính là muốn Chu Dương hủy bỏ ý định tiêu diệt Hứa Gia. Đúng. Nhưng để xem Tô Gia và Chu Dương tiếp theo sẽ có những hành động gì. Thiết nghĩ Tôn Gia và Đinh Gia càng muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa Tô Gia và Chu Dương. Người của các gia tộc và thế lực lớn nhỏ ở Đông Hải lúc này đều tập trung vào Tô Gia và Chu Dương, cũng không để ý lắm đến sự xuất hiện của Hứa Gia. Dù sao, sự xuất hiện của Hứa Gia gần như đã trở thành sự thực, dù có bọn họ muốn phản đối cũng không thể gây nên sóng gió gì cả. Thay vì vậy, tốt hơn là nên đến coi chuyện vui này. Tôn gia. Tôn Càn Khôn đã triệu tập rất nhiều vệ sĩ và các thành viên cốt lõi của Tôn gia trong phòng nghị sự của Tôn gia để bàn chuyện. Tôn Càn Khôn ngồi ở ghế chính trên cao, Tôn Thiên ngồi bên cạnh Tôn Càn Khôn, vẻ mặt trang nghiêm. Hắn không ngờ trong khoảng thời gian ngắn, Chu Dương lại khơi mào sóng lớn như vậy, thu hút sự chú ý của tất cả các gia tộc lớn ở Đông Hải. Các vị, tôi gọi mọi người đến đây để báo cho mọi người biết tình hình khẩn cấp hiện tại. Tôn Càn Khôn nhìn quanh với biểu cảm lạnh lùng. Trước giờ hắn vẫn luôn chủ trương Tôn gia nên đối đầu trực diện với Hứa gia, cho dù Tôn gia không phải là đối thủ của Hứa gia, hắn nhất định không thể dễ dàng khuất phục như vậy. Nếu không,
chuyện này đồn ra ngoài, sau này Tôn gia sẽ bị coi thường. Nhưng bây giờ, với những lời nói tiêu diệt Hứa gia trước đây của Chu Dương, Tôn Càn Khôn cho rằng có thể lợi dụng đám người Chu Dương, để cho đám người Chu Dương đấu với Hứa gia, Tôn gia của hắn ở sau làm ngư ông đắc lợi. Tôn gia tổng cộng có 6 võ sĩ đạt cảnh giới tông sư võ giả, tất cả đều là người của Tôn gia và đều là trưởng bối của Tôn Càn Khôn. Lúc này, mọi người trong Tôn gia đều nhìn Tôn Càn Khôn chờ hắn nói tiếp. Chu Dương và Tô gia đã bàn chuyện ở Thúy Hồ Cư 1 tiếng rưỡi đồng hồ, vừa rồi mới rời khỏi đó. 1 tiếng rưỡi ở trong đó, không ai biết bọn họ đã thảo luận những gì, nhưng Tôn gia chúng ta nhất định không được bỏ qua cơ hội này. Tôn Càn Khôn lạnh lùng nói. Cơ hội gì, chú hai, nhớ đầu chuyện mà Tô gia và Chu Dương thảo luận là từ bỏ ý định tiêu diệt Hứa gia thì chúng ta phải làm sao? Tôn Thiên nghiêm túc chất vấn, lúc này đầu óc hắn khá bối rối. Hắn cảm thấy khó chịu và trong lòng vô cùng phẫn nộ đối với động tĩnh lớn mà Chu Dương gây ra. Lần trước, ở phòng Thăng Long, hắn bị câu nói tiêu diệt Hứa gia của Chu Dương làm cho sốc đến mức không nói được lời nào. Sau khi trở về Tôn gia, hắn cũng tự nhốt mình trong phòng mấy ngày, miên man suy nghĩ xem rốt cuộc Chu Dương là người như thế nào, tại sao lại dám nói ra những lời muốn tiêu diệt Hứa gia. Cần biết rằng, cho dù mạnh như Tôn gia, họ cũng chỉ dám nói khẩu hiệu muốn đối đầu trực tiếp với nhà Hứa gia, chứ hoàn toàn không có tư tưởng và năng lực tiêu diệt Hứa gia. Nhưng còn Chu Dương, tại sao hắn lại nói lời như vậy? Dựa vào sự hợp tác với Tô gia. Điều đó căn bản là không thể. Tô gia còn không bằng Tôn gia, cho dù Chu Dương phối hợp với Tô gia thì cũng không phải là đối thủ của Hứa gia. Vì vậy bây giờ... Khi biết rằng Tô gia và Chu Dương một lần nữa bàn chuyện trong phòng Thăng Long trong 1 tiếng rưỡi, Tôn Thiên biết những nghi ngờ trước đó của mình có lẽ đã có câu trả lời. Ha ha, bọn họ sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi không biết về Chu Dương, không biết hắn sẽ có sự sắp đặt gì khác, nhưng Tô Thế Minh thì tôi biết quá rõ. Tôn Càn Khôn cười nhạt. Những người khác đều nói rằng khi đám người Tô Thế Minh rời khỏi Thúy Hồ Cư, vẻ mặt của họ rất nghiêm túc. Và tất cả đều cho rằng vì ông ta đã đạt được thỏa thuận với Chu Dương, nên ông ta đã từ bỏ ý định không thực tế là tiêu diệt Hứa gia. Tuy nhiên, theo tôi thấy, đây căn bản là biểu hiện của việc sau khi họ đã hạ quyết tâm tiêu diệt Hứa gia. Chương 824, phản ứng của các bên. 2. Tô Thế Minh là người có vẻ cẩn trọng, không bao giờ làm những việc nguy hiểm, nhưng trong sâu thẳm, ông ta vẫn là một người có tinh thần mạo hiểm cực cao. Tôn Càn Khôn đặt 2 con sư tử đá trên tay nhìn về phía xa với vẻ mặt lạnh lùng. Người khác cho rằng Tô Thế Minh ra khỏi Thúy Hồ Cư là đã bàn bạc với Chu Dương để hủy bỏ việc tiêu diệt Hứa gia, nhưng tôi biết rằng ông ta và Chu Dương đã đưa ra quyết định cuối cùng, và sở dĩ trông ông ta nghiêm nghị là bởi vì phải đối mặt với một đối thủ như Hứa gia, đương nhiên sẽ có vẻ mặt như vậy. Cho dù là tôi, khi chủ trương đối đầu trực diện với Hứa gia, tôi cũng không hề thoải mái như trong tưởng tượng. Tôi cũng rất căng thẳng, sợ Hứa gia sẽ làm gì chúng ta. Trong trường hợp đó, chúng ta căn bản không thể chống đỡ được. Tôn Càn Khôn nghiêm giọng, hắn không biết rốt cuộc Chu Dương và Tô Thế Minh đã bàn luận thế nào rồi, hắn cũng không biết rốt cuộc Chu Dương đã thuyết phục Tô Thế Minh hợp tác với mình và tiêu diệt Hứa gia ra sao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cần phải biết, Hứa gia là một gia tộc ẩn giật, có thế lực lớn mạnh. Hơn hẳn Tôn gia, Đinh gia và Tô gia. Cho dù Chu Dương và Tô gia hợp tác, số lượng tông sư võ giả hai bên cộng lại cũng không quá 10 người. 10 tông sư võ giả, trước mặt Hứa gia, hoàn toàn chẳng là cái gì. Chỉ là Tôn Càn Khôn không biết rằng riêng bên cạnh Chu Dương bây giờ đã có hơn 10 tông sư võ giả, cộng với Tô gia, đã có hơn 15 tông sư võ giả. Hơn nữa Hứa Nguy sau này còn sắp xếp thêm tông sư võ giả ra mặt. Đến lúc đó số lượng tông sư võ giả của họ sẽ không yếu hơn nhánh chính Hứa gia. Chú, vậy chúng ta cần phải làm gì? Chu Dương hợp tác với Tô gia, rêu rao là muốn tiêu diệt Hứa gia. Vậy thì chúng ta vừa hay có thể nhân cơ hội này để đạt được mục đích của chúng ta. Tôn Thiên yên lặng nghe rồi đột nhiên hỏi. Trong lòng Tôn Thiên hơi nghi hoặc, chủ trương trước đó của Tôn Càn Khôn là tranh đấu trực diện với Hứa gia. Còn lần này... Nếu Chu Dương và Tô gia thực sự hợp tác thành công, muốn tiêu diệt Hứa gia, thì họ sẽ là top người đầu tiên đối mặt với Hứa gia,
và Hứa gia cũng sẽ tập trung sự chú ý và sức lực của họ vào liên minh giữa Chu Dương và Tô gia. Khi đó, chẳng phải Tôn gia bọn họ có thể lợi dụng cơ hội Hứa gia chuyển sự tập trung này để trực tiếp giáng một đòn nặng nề vào Hứa gia hay sao? Xét cho cùng, những tuyên bố trước đây của Tôn Càn Khôn luôn là đánh trực diện Hứa gia, để họ không thể hành động liều lĩnh ở Đông Hải. Đó là trước đây, còn bây giờ đã khác, có sự liên minh của Chu Dương và Tô gia ở phía trước, chúng ta chỉ cần yên tâm xem kịch hay thôi. Liên minh Chu Dương và Tô gia thành công, thì mục tiêu trước đây của chúng ta cũng có thể đạt được. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ xảy ra mâu thuẫn khi phân chia Hứa gia, lúc đó cơ hội của chúng ta sẽ đến. Ngược lại, nếu bọn họ thất bại, vậy chúng ta chỉ cần nhân cơ hội giáng cho Hứa gia một cú thật mạnh để họ biết toàn bộ Đông Hải này không phải họ muốn thế nào là được thế ấy. Tôn Càn Khôn nói dửng dưng, sau đó chỉ cười không nói lời nào nữa, hắn nhìn Tôn Thiên với vẻ mặt hăm hở. Đinh gia. Sau khi Đinh Chính Nghĩa và những người khác trở lại Đinh gia, họ tập hợp tất cả các thành viên trong gia đình lại để thảo luận. Đinh Chính Nghĩa rất vui. Ông ta chỉ cảm thấy khi ở Thúy Hồ Cư có rất nhiều gia tộc ủng hộ mình là bởi vì họ đánh giá cao ông ta. Điều này khiến cho Đinh Chính Nghĩa cảm thấy ông ta rất có uy tín ở Đông Hải, có thể nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Vào thời điểm đó, sau khi trở về, ông ta đã nói chuyện với mọi người trong gia đình gia về những chuyện đã bàn bạc ở Thúy Hồ Cư. Sau đó, mọi người trong Đinh gia cũng rất vui mừng và hết lời khen ngợi Đinh Chính Nghĩa. Xét cho cùng, sức mạnh của Đinh gia yếu hơn Tôn gia một chút, ảnh hưởng của họ ở Đông Hải cũng không tốt bằng Tôn gia và Tô gia. Và bây giờ, chính bởi sự ra đời của Hứa gia, Đinh gia đã nhận được sự ủng hộ chưa từng có của rất nhiều gia tộc ở Đông Hải, nhất thời có thể vỗ ngực ra vẻ ta đây. Điều này khiến cho mọi người của Đinh gia nhìn thấy hy vọng về sự quật khởi của Đinh gia. Mấy chục năm trước, tổ tiên Đinh gia cũng là một thế lực lớn mạnh ở Đông Hải, danh tiếng ở Đông Hải vô cùng vang dội. Đinh gia có sức ảnh hưởng ở khắp các ngõ ngách của Đông Hải. Nhưng vật đổi sao rời, sau hàng chục năm trôi qua, Đinh gia cũng dần suy tàn, không còn vẻ vang như năm nào. Mặc dù Đinh Chính Nghĩa và những người khác trong Đinh gia cũng đã cố gắng để khôi phục lại vinh quang trước đây của Đinh gia, nhưng ít trong hơn 10 năm hiệu quả vô cùng nhỏ. Lần này, sự ra đời của Hứa gia đã mang đến cho mọi người hy vọng. Sau đó, các thành viên khác của Đinh gia, đặc biệt là ba tông sư võ giả họ đã vô cùng ủng hộ Đinh Chính Nghĩa. Còn lão thái gia của Đinh gia, bố của Đinh Chính Nghĩa, đã đặt ra quy tắc trong cuộc nghị sự Đinh gia, yêu cầu trên dưới Đinh gia đều không được tiếc công sức hỗ trợ Đinh Chính Nghĩa, khôi phục lại vinh quang trước đây của họ. Hôm nay, Chu Dương và Tô gia lại xuất hiện ở Thúy Hồ Cư, Đinh Chính Nghĩa đương nhiên ngay lập tức biết chuyện. Vì vậy, lúc đó, ông ta lập tức triệu tập người của Đinh gia lại. Muốn bàn bạc với họ, xem Tô Thế Minh của Tô gia và Chu Dương đã cùng nhau tụ tập tại Thúy Hồ Cư để bàn bạc chuyện gì. Tuy nhiên, trước khi họ đi đến kết luận sau khi thảo luận, đã có người tới truyền tin rằng tất cả mọi người trong Tô gia và Chu Dương đã rời khỏi Thúy Hồ Cư, và khi Tô Thế Minh rời đi, vẻ mặt rất nghiêm nghị, như thể gặp phải vấn đề gì khó khăn. Các vị, tình hình chính là như vậy. Tôi nghĩ bây giờ không chỉ có Đinh gia, mà cả Tôn gia e rằng cũng đều đã biết chuyện này, huống chi bây giờ Tô gia và Chu Dương đều trở thành tâm điểm chú ý của các bạn đối với tất cả các thế lực gia tộc ở Đông Hải. Mọi động thái của họ đều thu hút nhiều sự chú ý. Đinh Chính Nghĩa đang ngồi trong phòng nghị sự, bên cạnh ông ta là người bố già, hiện giờ là gia chủ trên danh nghĩa của Đinh gia Đinh Thái Sơn. Dưới sự chỉ đạo của Đinh Chính Nghĩa, tất cả những vệ sĩ và thành viên cốt lõi của Đinh gia đều đến tụ họp. Theo tôi thấy, Tô gia và Chu Dương không hẳn là thực sự muốn tiêu diệt Hứa gia. Chưa nói đến việc họ có thực lực này hay không mà chỉ nói Tô gia thôi, một gia tộc lớn như vậy, lại sẵn sàng mạo hiểm với kẻ đơn thương độc mã như Chu Dương sao? Tô Thế Minh đó chưa bao giờ là một người mạo hiểm. Đúng vậy, chúng tôi hiểu Tô Thế Minh, không đời nào ông ta lại đưa Tô gia vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Chu Dương kia chỉ là thùng rỗng kêu to thôi. Muốn tiêu diệt Hứa gia thật sự là mơ mộng hão huyền. Gia chủ, chúng tôi cảm thấy rằng chúng ta vẫn cứ làm theo những gì đã nói trước đây, lặng yên quan sát tình hình, chúng ta sẽ không làm gì cả, chỉ xem Chu Dương và Tô gia sẽ đối phó với Hứa gia như thế nào, dù sao chúng ta không ra mặt thì chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta.
Phải đó, gia chủ, chúng ta cứ làm như trước đây đã nói là được. Như vậy việc Hứa gia xuất hiện sẽ không có ảnh hưởng lớn đến Đinh gia chúng ta. Nhiều vệ sĩ và thành viên cốt cán của Đinh gia bắt đầu bàn tán về việc này, tất cả đều chủ trương làm như trước đây, không nhúng tay vào chuyện này. Dù sao Hứa gia có làm gì thì cũng không gây ra sự ảnh hưởng gì đến họ. Chương 825, cách nhìn của Đinh Phàm. Thậm chí, ngay cả ba vệ sĩ đạt đến cảnh giới của tông sư võ giả cũng cho rằng như vậy, bản thất thập sư La Chi Đinh Chính Nghĩa thấy lời nói của mọi người đều thống nhất, trên mặt nở nụ cười hết sức hài lòng. Bản thất thập sư La Chi Quốc đời khi phông như vá óc đấp, ông ta cảm thấy hành động trước đây của mình rất đúng. Đinh gia chỉ cần giữ thái độ yên lặng quan sát những thay đổi khi Hứa gia xuất hiện là được. Thật bai ua tẻ hấy sóc bây giờ, Chu gia liên kết với Tô gia, nói muốn tiêu diệt Hứa gia như vậy, thì hành động trước đây của Đinh Chính Nghĩa đương nhiên rất hợp lý, quốc đời khi phông. Như vá óc đấp, Đinh Chính Nghĩa lo lắng một vài thành viên trong Đinh gia sẽ nói muốn hợp tác với Tô gia, cùng nhau chống lại Hứa gia. Đinh Chính Nghĩa đã từng nghĩ đến việc phải dạy dỗ những người đó một trận. Nhưng thái độ của mọi người trong Đinh gia khiến Đinh Chính Nghĩa rất hài lòng. Ans đang làm gì thế? Rất tốt, mọi người ý thức được như vậy thì tốt, trước mắt thế cục hỗn loạn sắp xuất hiện ở Đông Hải, Hứa gia xuất đầu lộ diện là một mối nguy hiểm, đồng thời cũng là một cơ hội đối với chúng ta. Ans đang làm gì thế? Nếu Đông Hải vẫn diễn biến như tình hình hiện giờ thì Đinh gia chúng ta muốn vực dậy một lần nữa cũng rất khó. Nhưng với sự xuất hiện của Hứa gia, thế lực ở Đông Hải chắc chắn sẽ có một trận hỗn loạn, mà điều này chính là cơ hội của Đinh gia chúng ta. Ans đang làm gì thế? Đinh Chính Nghĩa hào hùng nói. Ánh mắt sáng rực nhìn mọi người, cuối cùng tập trung nhìn bố của ông ta, Đinh Thái Sơn. Bố nghĩ thế nào? Đinh Chính Nghĩa vẫn rất kính trọng Đinh Thái Sơn, thật xấu hổ với mình. Dù sao, bây giờ gia chủ trên danh nghĩa của Đinh gia vẫn là Đinh Thái Sơn. Còn Đinh Chính Nghĩa có thể trở thành người quyết định trong Đinh gia, chẳng qua đều do Đinh Thái Sơn ủy quyền, thật xấu hổ với mình bằng không. Rất nhiều người muốn tranh đoạt vị trí này trong gia tộc to lớn như Đinh gia, thật xấu hổ với mình không có Đinh Thái Sơn, chỉ đơn giản dựa vào một mình Đinh Chính Nghĩa thì rất khó quản lý những người này. Ừ, rất tốt, con làm việc thì bố yên tâm, thật xấu hổ với mình, Đinh Thái Sơn thản nhiên nói, rất hài lòng với con trai của mình. Nhưng lúc ánh mắt của ông ta liếc sang cháu trai Đinh Phàm ở bên cạnh, lại sững sờ. Hình như từ khi bắt đầu, đứa cháu trai này vẫn không nói gì, không giống như phong cách trước đây của hắn. Phàm Nhi, sao cháu không nói gì? Đừng quái lại với tép, Đinh Thái Sơn cười nói, đừng quái lại với tép. Đinh Thái Sơn dứt lời, mọi người trong Đinh gia mới phản ứng lại, Đinh Phàm với tư cách là con trai của Đinh Chính Nghĩa, hình như vẫn chưa lên tiếng. Thậm chí vừa nãy hắn cũng không có bất kỳ thái độ nào, đừng quái lại với tép, điều này hoàn toàn không giống với phong cách làm việc trước đây của Đinh Phàm, đừng quái lại với tép. Nếu là trước đây, khi Đinh gia bàn chuyện, Đinh Phàm sẽ luôn khoe khoang khoác lác trong phòng họp, nói không ngừng nghỉ, tuyệt đối không trầm lặng ít nói như hôm nay, đừng quái lại với tép. Đúng vậy, Phàm Nhi, con làm sao vậy? Có phải không khỏe không? Đừng quái lại với tép. Lúc này Đinh Chính Nghĩa mới phản ứng. Nhìn thấy con trai của mình vẫn không nói gì, trong lòng cũng rất ngạc nhiên. Ông nội, bố, cháu thấy sự hợp tác giữa Chu Dương và Tô gia không hề đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Đinh Phàm nhìn bố và ông nội với ánh mắt nghiêm túc, trầm giọng nói. Hắn là người từng tiếp xúc với Chu Dương nhiều nhất so với những người trong Tô gia, bạn CS đang làm đúng. Mặc dù trước đây hắn chỉ gặp Chu Dương một lần, hơn nữa còn không mấy vui vẻ, nhưng nói thẳng ra. Bây giờ sợ rằng trong số những người của Đinh gia, chỉ có hắn là người tiếp xúc trực tiếp nhất với Chu Dương, chứ không phải nghe một số lời đồn về anh, bạn CS đang làm đúng hả? Sao không đơn giản, Phàm Nhi, con nghĩ nhiều rồi, Chu Dương cũng chỉ là một cổ đông của công ty Danh Dương, nửa năm gần đây có chút danh tiếng thôi, trước mặt gia tộc hạng nhất như Đinh gia chúng ta, Chu Dương căn bản không là gì, còn chuyện Tô gia đồng ý hợp tác với Chu Dương. E rằng cũng là vì bốn tông sư võ giả bên cạnh Chu Dương, bạn CS đang làm đúng. Đinh Chính Nghĩa nghe con trai nói như vậy, khẽ xua tay, không hề xem trọng, bạn CS đang làm đúng. Ông ta biết rõ quá khứ của Chu Dương, cũng từng phái người đi điều tra những chuyện của Chu Dương, theo ông ta thấy, Chu Dương cũng chỉ có vậy, dựa vào may mắn trở thành cổ đông của công ty Danh Dương, nhờ hai sản phẩm mỹ phẩm mới gây xôn xao dư luận ở Đông Hải mà thôi.
tất cả chúng ta sai sai rồi, chuyện này căn bản không là gì trước mặt Đinh gia, tất cả chúng ta sai sai rồi. Công ty Danh Dương cũng chỉ là một công ty có tiềm năng trước mặt gia tộc hạng nhất như Đinh gia thôi, tất cả chúng ta sai sai rồi, nhưng bố à, trước đây con từng tiếp xúc với Chu Dương, anh ta tuyệt đối không phải như bố tưởng tượng đâu. Đinh Phàm nhìn thấy bộ dạng thờ ơ của bố mình, liền hạ giọng nói, đừng làm như vậy nhữ nhé sao? Chuyện gì, đừng làm như vậy nhữ nhé? Lần này, không chỉ Đinh Chính Nghĩa mà ngay cả Đinh Thái Sơn và những người khác đều nhìn Đinh Phàm. Đinh Phàm trước đây từng tiếp xúc với Chu Dương sao? Đừng làm như vậy nhữ nhé, bọn họ không hề biết chuyện này, đừng làm như vậy nhữ nhé. Vốn dĩ đây không phải là một chuyện vẻ vang gì, ban đầu con không định nói ra, nhưng vì chuyện của Hứa gia, con nghĩ mọi người đã xem nhẹ anh ta, đừng làm như vậy nhữ nhé, trước đây Lý Minh Phong của Lý gia, Thái Hùng của Thái gia. Tại sao bạn lái làm như vậy? Đinh Phàm nhanh chóng kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra trong câu lạc bộ Silver Lake trước đó, tại sao bạn lái làm như vậy, cho nên, quan hệ giữa Chu Dương và Trần Thế Hào của câu lạc bộ Silver Lake rất thân thiết, thậm chí Trần Thế Hào không ngại đắc tội với Lý gia và Thái gia, tại sao bạn lái làm như vậy? Đinh Phàm nói rất chân thành, hắn cũng suy nghĩ rất thấu đáo, tại sao bạn lái làm như vậy? Nếu như Chu Dương chỉ là một người đơn giản, một cổ đông của công ty Danh Dương, thì tại sao mối quan hệ giữa anh và Trần Thế Hào của câu lạc bộ Silver Lake vô cùng thân thiết, Trần Thế Hào còn làm mất mặt Lý Minh Phong của Lý gia và Thái Hùng của Thái gia trước nhiều người chỉ vì Chu Dương. Tôi không biết tai mình a san a pem cái quái gì, thậm chí, Trần Thế Hào còn đánh Thái Hùng bị thương trước mặt mọi người, tôi không biết tai mình a san a pem cái quái gì. Đinh Phàm nói xong, toàn bộ đều trầm mặc, mọi người nhìn hắn với những cảm xúc khác nhau. Tôi không biết tai mình a san a pem cái quái gì, bất ngờ, không tin, kinh ngạc, bàng hoàng, đủ mọi cung bậc cảm xúc lẫn lộn. Thế nhưng, không ai thật sự tin Chu Dương là một người có gia cảnh không tầm thường và vững chắc. Dù sao, nếu thân phận của Chu Dương thật sự không đơn giản thì bọn họ không thể không biết. Hơn nữa, toàn bộ Đông Hải cũng không tồn tại một Chu gia đặc biệt quyền lực như vậy. Trong mắt mọi người, chuyện Trần Thế Hào giúp Chu Dương, không ngại đắc tội với Lý gia và Thái gia, có lẽ bởi vì trước đây Chu Dương từng giúp Trần Thế Hào chuyện gì đấy. Phàm Nhi, con nghĩ nhiều rồi, cho dù là vậy, Chu Dương cũng không phải là đối thủ của Hứa gia, cộng thêm cả Tô gia nữa, vốn dĩ cũng không phải là đối thủ của họ, bằng không, Tôn gia sẽ nhẫn nhịn được sao? Đinh Chính Nghĩa nói xong, liền xua tay không quan tâm, kiên quyết giữ lập trường của mình với Chu Dương. Những người khác coi lời nói của Đinh Phàm như gió thổi ngoài tai. Đinh Phàm bất lực, hắn cũng biết, bây giờ ở Đinh gia, tuy bố hắn đang có quyền phát ngôn, nhưng không nắm quyền lực trong tay, còn mọi người xung quanh vẫn luôn khao khát vị trí đó. Cho nên một đại thiếu gia của Đinh gia như hắn, mặc dù địa vị rất cao quý, nhưng lời của hắn cũng không trở thành tâm điểm để mọi người chú ý. Đinh Phàm bất lực, chỉ đành từ bỏ. Chương 826, quyết định của Chu Dương. Nhưng Đinh Phàm vẫn cảm thấy, chỉ cần Chu Dương và Tô gia có ưu thế khi đối đầu chính diện với Hứa gia, thì có thể khiến mọi người nảy sinh cảnh giác. Hắn cũng cho rằng, Chu Dương tuyệt đối không đơn giản như vậy. Bằng không, tại sao Lý gia và Thái gia đến bây giờ vẫn chưa gây rắc rối cho Chu Dương? Là bọn họ không muốn gây rắc rối cho Chu Dương sao? Lý Minh Phong của Lý gia, Thái Hùng của Thái gia, bị Chu Dương tát mạnh vào mặt trước rất nhiều người tại câu lạc bộ Silver Lake. Dựa vào tính cách của bọn họ, sớm phải báo thù rồi, mà theo phong cách của Lý gia và Thái gia, cũng sớm gióng trống khua chiêng tuyên bố đối địch với Chu Dương. Tuy nhiên, đã bao lâu từ khi chuyện xung đột tại câu lạc bộ Silver Lake xảy ra? Từ năm trước đến năm nay đã sắp gần một tháng, Lý gia và Thái gia đều chưa có phản ứng. Đinh Phàm không cho rằng Lý gia và Thái gia đã quên chuyện này. Trái lại, Đinh Phàm cho rằng đây là quyết định của Lý gia và Thái gia sau khi đã cân nhắc. Nói cách khác, bọn họ sẽ không vội vã ra tay trước khi nắm được sơ hở của Chu Dương. Lần này, Chu Dương liên minh với Tô gia, muốn tiêu diệt Hứa gia, theo quan điểm của Đinh Phàm, đây có thể là một cơ hội để Lý gia và Thái gia ra tay. Nhưng Đinh Phàm không biết Lý gia và Thái gia rốt cuộc có tính toán gì, hắn chỉ có thể quan sát từng bước một, xem Lý gia và Thái gia rốt cuộc sẽ làm gì. Tin tức về việc Chu Dương và Tô gia rời khỏi Thúy Hồ Cư,
nhanh chóng truyền khắp các thế lực và gia tộc lớn nhỏ tại Đông Hải, thu hút sự chú ý rộng rãi của mọi người. Mọi người đều muốn biết kết quả cụ thể của cuộc thương lượng giữa Chu Dương và Tô Gia ở Thúy Hồ Cư, thế nhưng không ai nghe ngóng được bất kỳ tin tức nào. Thậm chí, có người không tiếc mua chuộc thành viên cốt cán của Tô Gia để lấy thông tin từ bọn họ, nhưng cũng đều thất bại. Lúc Chu Dương thảo luận với Tô Thế Minh, những thành viên cốt cán của Tô Gia đều không có mặt, căn bản không biết thương lượng cụ thể giữa bọn họ là thế nào, kết quả ra sao. Chu Dương không biết, cũng tạm thời không muốn biết phản ứng của các thế lực gia tộc tại Đông Hải. Sau khi trở về Vịnh Lục Cảnh, Chu Dương giam mình trong phòng, suy nghĩ những việc cần làm tiếp theo. Trước mắt anh và Tô Gia đã liên minh, cùng đối phó với Hứa Gia. Chu Dương phụ trách chính ở cấp độ thực lực, còn các cấp độ khác vẫn cần dựa vào sức mạnh của Tô Gia. Tô Gia dù thế nào cũng là gia tộc hạng nhất của Đông Hải, có nền tảng đầy đủ của một gia tộc hạng nhất, đương nhiên rất toàn diện. Sản nghiệp đa dạng, bố trí rộng rãi, luôn là điểm chung của các gia tộc hạng nhất. Còn việc Hứa Gia xuất đầu lộ diện, chắc chắn không chỉ là sự xuất hiện đơn giản. Một gia tộc lớn xuất hiện phải xây dựng đầy đủ sản nghiệp, nếu không muốn nuôi dưỡng và phát triển một gia tộc lớn, tuyệt đối là chuyện rất khó khăn. Cho dù Hứa Gia có là gia tộc ẩn giật, nếu không phát triển sản nghiệp toàn Đông Hải, căn bản cũng không thể tiến xa được. Về mặt sức mạnh, dự tính Hứa Gia sẽ có hơn 20 tông sư võ giả, nhưng tuyệt đối không vượt quá 30. Còn phía chúng ta, Tô Gia có 4 tông sư võ giả, 2 người Chu Phong và Ngưu Xuyên bên cạnh mình cộng lại là 6 người, bên Hứa Nguy đồng ý không ít hơn 20 người, bây giờ đã phái 10 người, về mặt lực lượng, không có khác biệt lớn giữa chúng ta và nhánh chính Hứa Gia. Vậy thì mấu chốt của việc chiến thắng, có lẽ ở các vấn đề khác, mà chỉ có một mình Tô Gia, sợ rằng vẫn chưa đủ. Cân nhắc một hồi, Chu Dương vẫn cảm thấy chỉ dựa vào một Tô Gia muốn khống chế Hứa Gia ở các phương diện khác cũng là một chuyện rất khó. Xem ra, vẫn phải sử dụng thân phận của mình rồi. Chu Dương khẽ lẩm bẩm rồi nhanh chóng gọi điện cho Trần Thế Hào. Trước đây Chu Dương đã biết quả thực Chu Gia có không ít sản nghiệp tại Đông Hải từ chỗ của Trần Thế Hào. Ngoài câu lạc bộ Silver Lake, Thúy Hồ Cư và trung tâm kiểm định Chu Thị Gia, còn rất nhiều sản nghiệp có sức nặng khác. Thủy Băng Nguyệt cũng từng nói với Chu Dương, có không ít sản nghiệp của Chu Gia ở Đông Hải, nếu như Chu Dương cần, cô ấy có thể ra mặt. Trước đây Chu Dương còn nghĩ rằng mình không cần, chỉ dựa vào liên minh giữa anh và Tô Gia, đã đủ để ứng phó với Hứa Gia. Thế nhưng bây giờ xem ra, trước đây Chu Dương hơi tự tin thái quá. Trong cuộc điện thoại, sau khi xác nhận tin tức với Trần Thế Hào, Chu Dương chuẩn bị một chút rồi vội vàng đi đến chỗ hẹn. Lần này, anh muốn cùng Trần Thế Hào đi gặp một số người phụ trách sản nghiệp của Chu Gia tại Đông Hải. Chu Dương không liên lạc với Thủy Băng Nguyệt vì không muốn để cô ấy tham gia vào. Chưa rõ thái độ của người phụ trách những sản nghiệp này với Chu Dương, với địa vị của Chu Gia và với Thủy Băng Nguyệt như thế nào. Nếu như Chu Dương đột nhiên đi cùng Thủy Băng Nguyệt, bị người khác kiếm cớ hãm hại, sẽ rất dễ gây ra sóng to gió lớn của Chu Gia ở thủ đô, khiến tình cảnh của Thủy Băng Nguyệt ở Chu Gia càng thêm khó khăn. Cho dù bọn họ có Chu Hằng Thiên ở đó, thế nhưng sản nghiệp lớn của Chu Gia có rất nhiều phương diện, một gia chủ không thể quyết định toàn bộ được. 3 giờ chiều, Chu Dương đi thẳng đến câu lạc bộ Silver Lake, gặp mặt Trần Thế Hào. Lúc đến câu lạc bộ Silver Lake, Trần Thế Hào và Tôn Liên đã đợi ở đây. Lẽ nào Tôn Tổng cũng muốn cùng đi chúng tôi? Nhìn thấy bộ dạng sẵn sàng của Tôn Liên, Chu Dương hơi kinh ngạc, vừa nãy anh chỉ nói chuyện này với Trần Thế Hào, nhưng giờ xem bộ dạng này, hình như Tôn Liên cũng muốn đi cùng. Lẽ nào tôi không thể đi? Dù sao tôi cũng là người móc nối ở Chu Gia, tôi ít nhiều cũng quen biết một số người phụ trách của sản nghiệp Chu Gia, tôi cùng đi với các cậu, nói không chừng có thể giúp đỡ, nếu như cậu không muốn tôi đi thì tôi có thể không đi. Tôn Liên thản nhiên nói, ánh mắt dán chặt vào Chu Dương. Chu Dương bị nhìn đến xấu hổ, vội vàng chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Sao có thể chứ, nếu Tôn Tổng quen biết nhiều người như vậy, thì cùng đi sẽ tốt hơn, đến lúc đó, vẫn cần Tôn Tổng giúp đỡ. Đương nhiên Chu Dương không từ chối khi Tôn Liên chủ động tìm đến tận cửa đề nghị giúp đỡ. Hơn nữa nghe Tôn Liên nói như vậy, giống như lần này nếu chỉ có 2 người Trần Thế Hào và anh đi. Rất có khả năng gặp phải trở ngại,
Ha ha, yên tâm đi, nếu như hai người gặp trở ngại gì, tôi để hai người thấy sự lợi hại của tôi. Tôn Liên hiếm khi chắc chắn như vậy, bà ấy hừ nhẹ một tiếng, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, khiến Chu Dương không nói nên lời. Anh không ngờ rằng, Tôn Liên lại có phương diện này. Được rồi, chúng ta đi thôi, cậu quyết định đi đâu trước chưa? Trần Thế Hào khẽ nói, chăm chú nhìn Chu Dương. Ông ấy có dự cảm, lần này đi hỏi thăm một số sản nghiệp của Chu gia tại Đông Hải sẽ không thuận lợi lắm. Ngay cả ông ấy cũng không có bản lĩnh lớn để những người phụ trách đó nghe lời của mình. Chương 827, mục tiêu thứ nhất. Chu gia là một trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô, cũng là gia tộc siêu lớn mạnh đứng đầu cả nước, những gia tộc khác như Tôn gia, Tô gia, Đinh gia không thể so sánh được. Cái khác chưa nói, về mặt quy mô và sức mạnh, Chu gia có năng lực để phân cao thấp với gia tộc ẩn giật như Hứa gia. Thậm chí ở rất nhiều khía cạnh, Chu gia còn mạnh hơn cả Hứa gia. Do đó ở thành phố vô cùng quan trọng như Đông Hải, Chu gia cũng đã bố trí sắp xếp không ít sản nghiệp, nằm trong phạm vi bố trí sản nghiệp Chu gia trên phạm vi toàn quốc. Ngoài câu lạc bộ Silver Lake, Thúy Hồ Cư, Sở Kiểm Định Chu Thị, còn có nhiều sản nghiệp khác. Trần Thế Hào và Thủy Băng Nguyệt đều đã nói với Chu Dương về những sản nghiệp này. Lần này Chu Dương quyết định tạm thời tiếp xúc với người phụ trách những sản nghiệp trước. Còn về đối phương sẽ có thái độ gì, vốn dĩ không phải chuyện bây giờ Chu Dương cần suy nghĩ, nếu mình không đi thăm hỏi, vậy thì vĩnh viễn cũng không thể biết được thái độ của bọn họ. Mà lần này chỉ dựa vào Tô gia để tiêu diệt Hứa gia, có thể vẫn chưa đủ. Cho nên để chắc chắn đạt được mục đích, Chu Dương vẫn nên hạ quyết tâm. Chu Dương, Trần Thế Hào và Tôn Liên, xuất phát từ câu lạc bộ Silver Lake, đi đến địa điểm mục tiêu đầu tiên. Tòa nhà tài chính Thiên Địa. Nằm ngay trung tâm thành phố Đông Hải, là tòa nhà tài chính lớn nhất Đông Hải, cũng có vị thế cao trong cả nước. Một công ty tài chính đi lên từ tòa nhà tài chính Thiên Địa, chỉ trên thị trường cũng đã vượt hơn 10 công ty khác, hơn nữa phần lớn tài sản đoán chừng vượt hơn 10 tỷ. Với lai lịch như vậy, tòa nhà tài chính Thiên Địa có danh tiếng vô cùng lớn trong ngành. Mà tòa nhà tài chính này cũng chính là sản nghiệp của Chu gia ở Đông Hải, còn là sản nghiệp nổi bật nhất, thực lực mạnh nhất ở Đông Hải. Hễ là những người có tiếp xúc với tầng lớp cấp cao của Chu gia, đều biết tòa nhà tài chính Thiên Địa có quan hệ vô cùng mật thiết với Chu gia ở thủ đô. Điểm đến đầu tiên của nhóm người Chu Dương chính là tòa nhà tài chính Thiên Địa. Tòa nhà tài chính Thiên Địa này cũng có địa vị không tầm thường ở Chu gia, được coi là một trong năm sản nghiệp đứng đầu của Chu gia, người phụ trách là một trưởng lão của Chu gia Chu Vĩ Hải, có thể xem là chú của gia chủ và là ông chú của cậu. Đến trước tòa nhà tài chính Thiên Địa, nhìn tòa nhà sừng sững trước mặt, Trần Thế Hào trầm giọng nói. Chu Vĩ Hải này là người như thế nào? Ý tôi là ông ta có địa vị thế nào ở Chu gia, có quan hệ gì với gia chủ? Chu Dương khẽ hỏi, đương nhiên anh không dám sơ suất, cũng không dám xem thường một người như vậy. Tồn tại một nhân vật to lớn có thể nắm giữ tòa nhà tài chính Thiên Địa sao có thể là một nhân vật đơn giản được? Mà sở dĩ anh hỏi như vậy, cũng là đang suy nghĩ đến lát nữa nhìn thấy đối phương thì nên nói chuyện thế nào với người ta. Dẫu sao, nếu Chu Dương cũng không hiểu gì về Chu Vĩ Hải thì hoàn toàn không biết nên hành động như nào. Sau khi biết được một vài chuyện của Chu Vĩ Hải ở Chu gia, nhất là mối quan hệ với Chu Hằng Thiên, anh mới có thể phát huy tốt hơn. Chu Vĩ Hải không có con nối dõi, cũng coi như tồn tại trung lập ở Chu gia, mà bởi vì năng lực của ông ấy vô cùng lớn mạnh, cho nên mới có thể vững vàng nắm giữ tòa nhà tài chính Thiên Địa này. Vai vế của Chu Vĩ Hải ở Chu gia cũng khá ổn, cho nên người của Chu gia không dám làm gì ông ta. Còn về mối quan hệ của ông ấy với gia chủ, cái này tôi nói không được, bởi vì mười mấy năm trước, khi tôi rời khỏi Chu gia, lúc đó mối quan hệ của Chu Vĩ Hải và gia chủ hình như không tốt lắm, nghe nói hai người họ còn ầm ĩ một trận, cũng không biết sau đó thế nào. Có điều Chu Vĩ Hải được coi là một người dễ nói chuyện nhất trong số những người lần này cậu cần thăm hỏi, nếu ngay cả ông ấy cậu cũng không nắm chắc, vậy khả năng cậu muốn thuyết phục những người khác là cực kỳ nhỏ. Nhưng nếu cậu có thể thuyết phục được Chu Vĩ Hải, vậy có ông ấy ở đây, cậu cũng sẽ dễ dàng thuyết phục những người kia hơn, vì họ ít nhiều sẽ tôn trọng ông ấy. Trần Thế Hào thấp giọng nói với nét mặt cũng vô cùng cẩn trọng, không dám chắc. Dẫu sao mười mấy năm trước,
Ông biết Chu Vĩ Hải và Chu Hằng Thiên từng xảy ra mâu thuẫn, hơn nữa dường như đã gây ra chấn động không nhỏ ở Chu gia. Phải biết rằng, lúc đó Chu Hằng Thiên vẫn chưa phải trở thành gia chủ của Chu gia. Giờ đã mười mấy năm trôi qua rồi, rốt cuộc trong lòng Chu Vĩ Hải nghĩ thế nào, cho dù là Trần Thế Hào cũng không biết được. Như vậy thì, trong lòng Chu Dương hơi nặng trĩu. Anh không ngờ ngay cả người đầu tiên còn chưa gặp mà đã nghe được những tin không hay như vậy. Chu Vĩ Hải này lại từng có xung đột mâu thuẫn với Chu Hằng Thiên, thậm chí lúc đó còn gây ra chấn động không nhỏ ở Chu gia. Nói cách khác, giữa Chu Vĩ Hải và Chu Hằng Thiên có mâu thuẫn, hơn nữa rất có khả năng sẽ liên lụy đến mình. Lúc này Chu Dương đến tận cửa hỏi thăm, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của Chu Vĩ Hải, đó không khác gì nói chuyện viển vông. Sắc mặt Chu Dương hơi khó coi, nhưng đã đến tòa nhà tài chính thiên địa, trước khi không có được kết quả cuối cùng, anh cũng không thể từ bỏ. Huống hồ, từ trong lời nói của Trần Thế Hào vừa nãy, Chu Dương cũng phân tích rõ vài điểm. Đầu tiên, Chu Vĩ Hải không có con nối dõi, vậy ở Chu gia, ông ta không có nhu cầu lợi ích tuyệt đối, càng sẽ không có xảy ra tranh chấp gì về mặt quyền lực với Chu Hằng Thiên ở gia tộc. Thứ hai, Chu Vĩ Hải có năng lực mạnh mẽ, vai vế cao. Năng lực mạnh, chứng tỏ Chu Vĩ Hải là một người nhìn xa trông rộng, biết khi nào nên làm gì và gặp phải vấn đề gì thì nên làm thế nào. Vai vế cao, chứng tỏ Chu Dương chỉ cần thuyết phục Chu Vĩ Hải, vậy thì cho dù là lần này tiêu diệt Hứa gia, hay tương lại anh vào Chu gia, Chu Vĩ Hải đều có thể giúp đỡ không ít. Chuyện một công đôi việc như vậy, Chu Dương cũng không có bất cứ lý do nào để từ bỏ. Nghĩ như vậy, nhóm người nhanh chóng bước vào tòa nhà tài chính thiên địa. Vừa bước vào tòa nhà, trước mắt Chu Dương liền bừng sáng. E rằng chỉ riêng diện tích đại sảnh tầng 1 của tòa nhà tài chính thiên địa chiếm đã hơn 1.000 mét vuông, khác xa với tòa nhà công ty Danh Dương, còn lớn hơn nhiều so với tòa nhà Hằng Phong. Mà điều này cũng đủ nói rõ được thực lực của tòa nhà tài chính thiên địa, ngay cả đại sảnh tầng 1 cũng có diện tích lớn như vậy, có thể biết được thực lực của tòa nhà tài chính thiên địa này ra sao. Hơn nữa, tòa nhà này có 148 tầng, là tòa nhà cao nhất Đông Hải, đứng top 3 trong cả nước. Tiền vốn và thực lực cần có để xây dựng tòa nhà này, người bình thường không tưởng tượng nổi. Thậm chí nếu để Tôn gia, Tô gia hoặc Đinh gia đến, cũng không có bất kỳ gia tộc nào có thể đơn độc nuốt trôi một công trình to lớn như vậy. Thậm chí ba gia tộc liên kết lại với nhau cũng chưa đủ. Ba người họ đến đại sảnh, tới thẳng quầy lễ tân, nói rõ mục đích với nhân viên. Xin lỗi, nếu các anh không hẹn trước với chủ tịch Chu của chúng tôi, thì không thể lên gặp được. Chương 828, Tòa nhà tài chính thiên địa. Sau khi người nhân viên nghe thấy ý định của Chu Dương, khuôn mặt bình tĩnh quan sát ba người Chu Dương từ trên xuống dưới rồi thản nhiên nói. Thái độ như vậy cũng không phải thân thiết lắm, nhưng chắc chắn không hề hời hợt, như để nói rõ với nhóm Chu Dương rằng Chu Vĩ Hải là người không phải muốn là gặp được. Khắp Đông Hải, thậm chí trong phạm vi cả nước, ngày nào cũng có người muốn gặp mặt Chu Vĩ Hải, ai tới cũng chỉ cần nói một tiếng muốn gặp mà không hẹn trước, thì chẳng phải ông ấy sẽ bận bù đầu sao. Vậy thì tòa nhà tài chính thiên địa này đã sớm sập rồi. Để tôi, Trần Thế Hào nhẹ giọng nói, sau đó lấy danh thiếp đưa cho người nhân viên, nhờ đưa cho Chu Vĩ Hải hoặc thư ký trợ lý của ông ấy. Lúc đầu người nhân viên làm việc cũng không thèm để ý, thậm chí còn nhìn Trần Thế Hào với ánh mắt khinh bỉ. Theo góc nhìn từ người nhân viên, ba người Chu Dương có vẻ muốn cầu xin Chu Vĩ Hải đồng ý đầu tư. Người như vậy, mấy năm nay anh ta từng gặp cũng phải vài trăm người, thật bai ua tẻ hấy sóc. Tuy nhiên, vì nghiệp vụ nên anh ta vẫn nhận lấy, thật bai ua tẻ hấy sóc. Khi thấy rõ nội dung trên đó, sắc mặt lập tức biến đổi, trong lòng vô cùng khiếp sợ, thật bai ua tẻ hấy sóc. Trần Thế Hào, giám đốc câu lạc bộ Silver Lake, thật bai ua tẻ hấy sóc. Chỉ mấy chữ đơn giản, nhưng lại có sức nặng vô cùng lớn, thật bai ua tẻ hấy sóc. Là người công tác trong tòa nhà tài chính thiên địa bao năm nay, đương nhiên anh ta biết Trần Thế Hào ở Silver Lake là như nào, một thế lực mạnh nhất ở Đông Hải, không khác đẳng cấp của Chu Vĩ Hải là bao, cuộc đời khi phong như vá óc đắp vậy. Người trước mắt đây, chính là Trần Thế Hào trong truyền thuyết đó ư. Cuộc đời khi phong như vá óc đắp. Người nhân viên này không dám thờ ơ, trên mặt nở nụ cười nhìn nhóm Chu Dương, khác hẳn sự qua loa hờ hứng khi nãy, cuộc đời khi phong như vá óc đắp. Mấy vị chờ chút, tôi đi thông báo ngay, bản thất thập sư La Chi.
Trấn an vài lời, người nhân viên nhanh chóng gọi điện thông báo tình hình lên cấp trên. Bản thất thập sư La Chi tôi vừa báo cáo với trợ lý của Chu Tổng, một lát ông ấy sẽ tới, mời các vị ngồi đây chờ chút. Bản thất thập sư La Chi người nhân viên làm việc đưa ba người Chu Dương đến khu nghỉ tạm, vội rót cho họ cốc nước. Anh bản thất thập sư La Chi đang làm gì thế, dù vị Trần Thế Hào này là thật hay giả, anh ta không thể cư xử hời hợt được. Người có được danh thiếp của Trần Thế Hào cũng không phải người bình thường, thậm chí không phải người anh ta có thể động vào. Chấm ans đang làm gì thế? Ba người Chu Dương ngồi xuống, vừa nhấp môi vài ngụm trà thì một người đàn ông trung niên bước tới. Chấm ans đang làm gì thế Trần Tổng, sao ông lại tới đây? Thật anh đang làm gì thế, xấu hổ với mình. Người đó là trợ lý của Chu Vĩ Hải, tên là Chu Thế Minh, là con nuôi của ông ấy, được Chu Vĩ Hải đào tạo chuyên sâu suốt mấy năm, thật xấu hổ với mình. Lúc thấy đối phương, Trần Thế Hào nói nhỏ với Chu Dương, thật xấu hổ với mình à, tôi muốn đến chào hỏi ông Chu một chút, thế nào, ông Chu có rảnh không? Thật xấu hổ với mình. Trần Thế Hào đứng dậy, đưa tay ra bắt tay Chu Thế Minh, đừng quái lại với tép. Chu Dương ngồi một bên nhìn, trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ, đừng quái lại với tép. Lúc thấy Trần Thế Hào bắt tay Chu Thế Minh, hai người bắt tay rất chặt, có thể thấy quan hệ giữa hai người họ rất thân thiết, đừng quái lại với tép. Người nhân viên đứng một bên nhìn thấy vậy, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, may vừa nãy không đắc tội với mấy người họ. Anh ta không ngờ Trần Thế Hào của câu lạc bộ Silver Lake lại đến tòa nhà tài chính thiên địa, hơn nữa lại không báo trước, đừng quái lại với tép. Ơ, đây không phải Tôn Liên sao? Sao hai người, đừng quái lại với tép. Chu Thế Minh đang nói chuyện với Trần Thế Hào, lúc này mới quay sang nhìn Chu Dương và Tôn Liên. Đối với những thanh niên trẻ tuổi hơn 20 như Chu Dương, Chu Thế Minh theo bản năng sơ sót bỏ qua. Dù sao một người trẻ như vậy, ông ấy cũng không coi ra gì, bạn CS đang làm đúng, nhưng Tôn Liên khiến ông ấy phải tập trung nhìn mới nhận ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, tất C bạn CS đang làm đúng ngả chúng ta dai sai rồi, bạn CS đang làm đúng. Nhìn thấy cả Trần Thế Hào và Tôn Liên, ánh mắt Chu Thế Minh hơi khiếp sợ, cuối cùng thấy Chu Dương thì nhất thời hai mắt sáng lên, tất cả chúng ta dai sai rồi, đây là con hai người sao? Đúng là nhanh quá mà, tất cả chúng ta dai sai rồi. Thế Minh ngạc nhiên nói, nét kinh ngạc lộ rõ không giấu giếm, tất cả chúng ta dai sai rồi. Ông ấy không ngờ sau bao năm không gặp, Trần Thế Hào đã có con trai, hơn nữa đó cũng là con trai giữa ông và Tôn Liên. Đừng làm như vậy nhữ nhé. Lúc Chu Thế Minh gặp Trần Thế Hào mười mấy năm trước, Trần Thế Hào và Tôn Liên không ở cùng nhau, hơn nữa cũng vì bà ấy mà Trần Thế Hào mới tức giận rời thủ đô, chuyển đến Đông Hải. Đừng làm như vậy nhữ nhé. Khi đó, Chu Thế Minh còn tiếc nuối mối nhân duyên sai lầm giữa hai người họ, đừng làm như vậy nhữ nhé. Nhưng giờ gặp lại, Chu Thế Minh thấy mình như bị nhận một cú lừa, đừng làm như vậy nhữ nhé. Không chỉ mâu thuẫn giữa hai người họ không tồn tại, mà hai người họ còn có một cậu con trai lớn như vậy, đừng làm như vậy nhữ nhé à, cậu bé ngoan, không ngờ cháu cũng nhanh nhẹn như vậy, xem ra Chu Thiểu Hoa không bằng con trai ông rồi. Chu Thế Minh vỗ nhẹ lên vai Trần Thế Hào, trong giọng nói đầy sự trêu chọc, giống như việc Trần Thế Hào và Tôn Liên ở với nhau khiến Chu Thiểu Hoa thất bại là chuyện rất vui vẻ. Tại sao bạn lái làm như vậy ạ? Tại sao bạn lái làm như vậy? Chu Dương ngồi một bên nghe thấy lời Chu Thế Minh, cảm thấy hết sức lúng túng. Tại sao bạn lái làm như vậy? Anh không ngờ Chu Thế Minh lại không đứng đắn như vậy. Anh giống Trần Thế Hào và Tôn Liên ở điểm nào thế? Hơn nữa, anh cũng hơn 20 tuổi rồi, kém Trần Thế Hào có mười mấy tuổi. Chẳng lẽ khi Trần Thế Hào mới mười mấy đã có con sao? Tôi không biết tai mình a san áp em cái quái gì ông nói nhăng cuội gì đó, tôi đâu có đứa nào với Tôn Liên đâu. Tôi không biết tai mình a san áp em cái quái gì. Trần Thế Hào không hài lòng, gạt tay Chu Thế Minh ra, bất mãn nói, a tôi không biết tai mình a san áp em cái quái gì gì cơ. Đây không phải con hai người ư, ăn tôi không biết tai mình a san áp em cái quái gì. Chu Thế Minh có vẻ rất bất ngờ. Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa ba người họ, không tin nổi lời Trần Thế Hào vừa nói. Được rồi, mặc kệ ông nghĩ gì, hôm nay tôi tới đây là để tìm ông Chu, ông ấy có ở phòng làm việc không? Trần Thế Hào nghiêm túc hỏi. Thời gian gấp rút, ông không muốn ngồi đây lãng phí thời gian với Chu Thế Minh. Hơn nữa chuyện giữa ông và Tôn Liên rất phức tạp, không phải một hai ngày là nói rõ được hết. Ít nhất, Trần Thế Hào cho rằng đây không phải lúc nói nhiều với Chu Thế Minh. Lão gia đang ở trên tầng, cuộc họp vừa kết thúc nên đang có thời gian rảnh, mọi người đi lên với tôi.
Chu Thế Minh cảm nhận được sự nghiêm túc của Trần Thế Hào, nên cũng không nói đùa nữa, nhanh chóng dẫn ba người họ lên tầng. Chu Vĩ Hải là chủ tịch của tòa nhà tài chính Thiên Địa Đồ Sộ, phòng làm việc của ông ấy nằm ở vị trí chính giữa của tòa nhà, tầng 88. Cả tầng đó đều là nơi làm việc của Chu Vĩ Hải. Toàn bộ khối lượng công việc thường ngày của tòa nhà Thiên Địa cơ bản đều được giải quyết ở tầng này. Khi ba người Chu Dương lên đến tầng 88, cửa thang máy mở ra, để tới cửa trước phòng làm việc của Chu Vĩ Hải, bọn họ phải trải qua 3 lần kiểm tra. Chương 829, Chu Vĩ Hải. Thậm chí, dù có Chu Thế Minh dẫn đường phía trước, bọn họ cũng bắt buộc phải kiểm tra. Những nhân viên kiểm tra kia như thể không quan tâm đến sự tồn tại của Chu Thế Minh, cứ tiếp tục công việc kiểm tra của mình. Ba người Chu Dương cũng không nề hà, chủ động kiểm tra. Được rồi, lão gia ở trong kia, mọi người theo tôi vào trong. Chu Thế Minh khẽ nói, ngầm ý nhắc bọn họ hãy nhẹ nhàng, rồi đi thẳng vào phòng làm việc. Vào đi, một giọng mệt mỏi vang lên từ trong phòng. Két! Chu Thế Minh trực tiếp đẩy cửa bước vào. Ba người Chu Dương cũng đi vào theo. Bố, bố nhìn ai tới thăm này? Chu Thế Minh đi vào trong tới bên cạnh Chu Vĩ Hải, khẽ nói, khuôn mặt nở nụ cười. Ừ! Chu Vĩ Hải ngẩng đầu, nhìn thấy ba người Chu Dương đằng trước. Thời gian ánh mắt ông ấy dừng lại trên ba người họ không khác biệt nhau lắm. Chu Dương còn thấy Chu Vĩ Hải nhìn mình lâu hơn một chút. Trần Thế Hào, Tôn Liên. Chu Vĩ Hải mười mấy năm nay chưa gặp Trần Thế Hào và Tôn Liên, nhưng ấn tượng với hai hậu bối này vẫn rất sâu sắc, chỉ cần nghĩ lại một chút là nhớ ra ngay. À, lão gia, gần đây trí nhớ tốt vậy sao? Trần Thế Hào cười ha hả, rõ ràng việc Chu Vĩ Hải nhớ ra mình khiến ông ấy rất vui. À, già quá rồi, không ngờ còn gặp mọi người. Lại đây ngồi xuống nói chuyện với tôi một chút nào. Mười mấy năm qua có chuyện gì, hai người cùng ra đây có phải là quay về với nhau rồi không? Nói vậy thì, cái tên Thiều Hoa đó không ổn sao? Chu Vĩ Hải tuổi đã cao, gặp lại người quen khiến ông kích động, cứ nói mãi không thôi. À, bố. Bố đoán xem thanh niên kia là ai? Chu Thế Minh thấy vậy thì ho nhẹ vài tiếng, chỉ tay vào Chu Dương, khuôn mặt nở nụ cười tinh quái. Ừ. Chu Vĩ Hải nhìn theo hướng Chu Thế Minh chỉ, nhìn thấy Chu Dương. Ánh mắt ông nhìn anh chốc lát, như đang nhớ lại gì đó, nhưng cũng chỉ nhẹ giọng ừ, chứ không nói gì thêm. Điều này làm Chu Thế Minh cụt hứng, vốn là ông muốn Chu Vĩ Hải ngộ nhận Chu Dương là con trai Trần Thế Hào. Nhưng nếu lão gia không muốn nói gì, thì ông cũng không vì xấu hổ mà rời đi, ông tự tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Trần Thế Hào nói lần này đến đây tìm lão gia vì có chuyện cần nói, nên Chu Thế Minh sẽ dành thời gian còn lại cho Trần Thế Hào nói chuyện. Lão gia, năm đó sau khi rời khỏi Chu gia, tôi tới Đông Hải, còn Tôn Liên thì đi tỉnh Tương Tây. Mà hai chúng tôi đến cuối năm ngoái mới gặp lại nhau. Trần Thế Hào chậm rãi kể lại chuyện mười mấy năm qua, hoàn toàn kể hết mọi chuyện suốt quãng thời gian dài đó. Rõ ràng Trần Thế Hào rất chú tâm tới câu hỏi của Chu Vĩ Hải, nghiêm túc báo cáo lại cho vị trưởng bối về cuộc đời mười mấy năm qua của mình. Đây cũng là lần đầu tiên Chu Dương nghe ông ấy kể hết mọi chuyện lớn bé suốt quãng thời gian ấy. Lúc này, Chu Dương mới nhận ra, Trần Thế Hào không hề đơn giản ung dung như anh tưởng, có vẻ vì rời khỏi Chu gia nên gặp phải nhiều chuyện không dễ dàng gì. Ngược lại, Trần Thế Hào rời khỏi Chu gia cũng là vì vết thương lòng với Tôn Liên, nên lúc trước khi Trần Thế Hào rời đi, ông cũng không tiết lộ thân phận mình với ai cả. Mọi thứ Trần Thế Hào có được ở Đông Hải, đều một tay ông liều lĩnh mà có. Không tồi, được lắm, cậu được lắm, Tiểu Liên cũng không tồi. Hai người rất xứng đôi, thằng bé Thiểu Hoa đó không có cái phúc phận này. Chu Vĩ Hải nghe xong, gật đầu liên tục, nhìn Trần Thế Hào và Tôn Liên với khuôn mặt vui vẻ yên tâm. Nói đi, ở Đông Hải lâu như vậy mà cậu không tới tìm tôi, giờ đến tìm có chuyện gì không? Là vì đứa nhóc này sao? Chu Vĩ Hải chuyển chủ đề, giọng trở nên nghiêm túc hơn, trong nháy mắt trên người ông tỏa ra khí thế bức người. Vâng, đây là Chu Dương. Trần Thế Hào khẽ gật đầu, vẻ mặt cũng nghiêm túc không kém. Xin chào ông Chu. Chu Dương chậm rãi đứng dậy, cúi đầu chào Chu Vĩ Hải, giọng điệu cung kính tôn trọng. Không cần nói nhiều,
Chu Vĩ Hải là ông chú của mình, nên lễ phép là chuyện phải làm. Lúc này Chu Dương mới nhìn rõ Chu Vĩ Hải. Chu Vĩ Hải là một ông lão đã hơn 70 tuổi, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, hốc mắt lõm sâu, làn da điểm đồi mồi, nhưng đôi mắt ông sáng ngời, nhìn không giống dáng vẻ của một ông lão đã hơn 70. Hơn nữa, khí thế trên người ông rất mạnh mẽ. Khi anh đối mặt với người Tôn gia, Tô gia, Đinh gia cũng không có cảm giác khí thế bức người như vậy. Nhưng khi đối diện với Chu Vĩ Hải, lại thấy bị chèn ép bức bối. Cảm giác này khiến Chu Dương rất bất ngờ, càng khiến anh thêm tôn kính Chu Vĩ Hải, không dám bất kính dù chỉ một chút. Chu Dương. Ánh mắt Chu Vĩ Hải dừng lại trên mặt Chu Dương, tỉ mỉ quan sát, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tên anh. Ánh mắt ông ấy nhìn anh càng lúc càng sáng, như thể nhìn thấy thứ gì quý giá. Cậu. Đột nhiên cơ thể Chu Vĩ Hải bị chấn động, ánh mắt lập tức trở nên kinh ngạc, sợ hãi, nhưng đồng thời có cả chút mừng rỡ. Trong lòng Chu Dương lạnh toát, không biết có phải Chu Vĩ Hải nhận ra thân phận của anh hay không. Chu Dương nhìn Trần Thế Hào, nếu có ai nói thân phận anh cho Chu Vĩ Hải, thì khả năng chỉ có Trần Thế Hào. Nhưng Trần Thế Hào chậm rãi lắc đầu. Chu Dương sợ hãi, anh biết xác suất cao Chu Vĩ Hải biết anh là ai, nhưng rốt cuộc là do ai nói. Thật giống, giống lắm, Thế Minh, con ra ngoài trước đi. Chu Vĩ Hải nhỏ giọng nói vài câu, ra lệnh cho Chu Thế Minh bảo ông ấy ra ngoài trước. Lần này, ai nấy đều kinh ngạc. Chu Dương còn đang mù mờ không hiểu chuyện gì xảy ra, thì tự nhiên Chu Vĩ Hải lại bảo ông ra ngoài. Không chỉ Chu Dương, Trần Thế Hào và Tôn Liên cũng vậy, vẻ mặt đầy bất ngờ, không ai hiểu sao lão gia lại nói ra yêu cầu như vậy. Nhưng lời lão gia đã nói, Chu Thế Minh không dám cãi lại, miễn cưỡng ra khỏi phòng, nét mặt không mấy vui vẻ. Sau đó, trong phòng làm việc chỉ còn ba người Chu Dương và Chu Vĩ Hải. Bố cậu có phải là Chu Hằng Thiên không? Chương 830, điều kiện của Chu Vĩ Hải. Chu Vĩ Hải vừa dứt lời, cả văn phòng cực kỳ yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Vẻ mặt Chu Dương trở nên cứng đờ trong thoáng chốc. Sau đó lại rất nghiêm túc. Hai người Trần Thế Hào và Tôn Liên cũng khẽ biến sắc, nghiêm túc nhìn Chu Vĩ Hải. Mặc dù trước đây Trần Thế Hào đã nói Chu Vĩ Hải tương đối nhã nhặn, sẽ không làm gì Chu Dương, nhưng đó là trước đây, sau khi Chu Vĩ Hải biết thân phận của Chu Dương, dù có là Trần Thế Hào thì lúc này ông ấy cũng không thể bình tĩnh được. Ông Chu đang nói gì vậy, tôi không hiểu. Chu Dương khẽ nói, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Như thể anh thật sự không hiểu những lời Chu Vĩ Hải nói. Ha ha, cậu thật sự rất giống Chu Hằng Thiên lúc còn trẻ, hơn nữa cậu còn đến cùng Thế Hào, tôi nghĩ có lẽ cậu là con trai Chu Hằng Thiên, để tôi đoán xem. Ừ, năm nay chắc cậu 27 tuổi nhỉ. Chu Vĩ Hải chẳng hề quan tâm đến chuyện Chu Dương giả vờ không hiểu, ông nói tiếp. Tính toán thời gian thì tầm 27 tuổi, có lẽ đúng nhỉ. Xem ra cậu là đứa con trai của Hằng Thiên và người phụ nữ kia lúc ở Đông Hải trước đây. Chu Vĩ Hải nhìn Chu Dương, đôi mắt lóe sáng, khuôn mặt nở nụ cười rất hiền từ, như nhìn thấy hậu bối của mình. Ha ha, ông Chu nói đùa rồi, tôi chẳng hề biết những điều ông đang nói. Chu Dương lại phủ nhận, dù sao anh đã quyết tâm dù Chu Vĩ Hải nói gì, anh cũng sẽ phủ nhận quan hệ giữa mình và Chu Hằng Thiên. Khụ khụ, ông Chu à. Lần này chúng tôi đến tìm ông là muốn nhờ ông giúp. Chu Dương, cậu nói tình hình đi. Lúc này, Trần Thế Hào chủ động lên tiếng đổi đề tài câu chuyện, xem như giúp Chu Dương một tay. Chu Dương cũng phụ họa theo, vội vàng nói những chuyện gần đây ở Đông Hải, đặc biệt là chuyện mình hợp tác với Tô gia để tiêu diệt Hứa gia và muốn nhờ Chu Vĩ Hải giúp đỡ. Tình hình đại khái là vậy, tôi lo chỉ dựa vào một gia tộc Tô gia thì không thể nào bao vây. Trấn áp Hứa gia từ mọi phương diện. Hơn nữa nhân lúc này, Trần Tổng nói cho tôi biết chuyện của ông nên tôi mới muốn đến nhờ ông giúp đỡ. Chu Dương chậm rãi nói, cân nhắc kỹ lưỡng từng câu từng chữ, tuyệt đối sẽ không nói sai điều gì để khiến Chu Vĩ Hải không vui, nếu không anh sẽ về tay không. Nhưng lúc nói Chu Dương vẫn rất cẩn thận, không để lộ mối quan hệ giữa mình và Chu gia, Chu Dương cũng làm mờ nhạt đi nguyên nhân mâu thuẫn giữa anh và Hứa gia. Anh vẫn không thể nói sở dĩ mình xảy ra xích mích với Hứa gia đều là vì Hứa gia muốn giành lại viên ngọc trong tay anh trước mặt Chu Vĩ Hải.
Chu Dương không dám chắc Chu Vĩ Hải khi biết chuyện này sẽ có ý nghĩ nào khác nữa không. Dù sao tâm tư con người rất khó đoán, dù trước đây Trần Thế Hào đã nói Chu Vĩ Hải là một người tử tế, nhưng Chu Dương vẫn vô thức đề phòng. Chu Dương nói xong, Chu Vĩ Hải chỉ khẽ gật đầu chứ không nói gì. Cả văn phòng rơi vào im lặng. Chu Vĩ Hải không lên tiếng, dĩ nhiên Chu Dương cũng sẽ im lặng, nếu không sẽ biến thành có ý ép buộc người khác. Trần Thế Hào và Tôn Liên thận trọng ngồi thẳng lưng, cũng không dám nói gì phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc này. Ba người họ đều thấy được Chu Vĩ Hải đã nghe những gì Chu Dương nói, bây giờ đang suy nghĩ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, 10 phút sau, Chu Vĩ Hải mới lên tiếng. Ừ, thế này nhé. Chu Vĩ Hải mong đợi nhìn Chu Dương, nhưng sau đó ông ấy đè nén loại xúc động này xuống, vẻ mặt không chút dao động, cũng không để lộ cảm xúc gì. Mà Chu Vĩ Hải càng như vậy, mấy người Chu Dương lại càng không biết Chu Vĩ Hải đang nghĩ gì. Muốn tôi giúp cũng không phải không thể, nhưng tôi và cậu chẳng thân thích gì, tại sao tôi phải giúp cậu? Hơn nữa còn quay lưng làm kẻ thù với Hứa gia, đó là gia tộc ẩn giật ở Đông Hải, dù là tôi cũng phải cẩn thận đối phó. Muốn tôi giúp cậu không chế Hứa gia, hoặc là cậu có quan hệ gì đó với tôi, không thì cậu có thể đem lại lợi ích gì cho tôi chứ? Chu Vĩ Hải trầm giọng nói. Nghe thấy vậy, Chu Dương cũng thầm nhẹ nhõm đi khá nhiều. Không từ chối. Chỉ cần Chu Vĩ Hải không từ chối thì anh vẫn còn cơ hội cầu xin sự giúp đỡ của ông ấy. Nhưng hai yêu cầu lúc nãy Chu Vĩ Hải đưa ra khiến Chu Dương khó quyết định. Đầu tiên, phải có quan hệ với Chu Vĩ Hải. Thật ra Chu Dương quả thật có quan hệ với Chu Vĩ Hải. Chu Vĩ Hải là ông chú của Chu Dương. Nhưng bây giờ Chu Dương lại không muốn để lộ ra mối quan hệ này. Vậy nên Chu Dương không thể đồng ý yêu cầu này của Chu Vĩ Hải. Yêu cầu thứ hai là phải đem lại lợi ích cho Chu Vĩ Hải. Chu Vĩ Hải là ai? Chủ tịch tòa nhà tài chính Thiên Địa, là người có địa vị cao của Chu gia ở thủ đô, cũng là người vô cùng có uy nghiêm ở Chu gia. Người như vậy khi nhắc đến tiền bạc, dù Chu Dương có mang hết mọi thứ mình đang có ra thì cũng không thể làm cho Chu Vĩ Hải động lòng. Nói đến quyền lực, có lẽ Chu Dương vẫn có tiếng nói ở công ty Danh Dương, còn ở những nơi khác, anh hoàn toàn không có nhiều quyền lực như vậy. Dù có người khá sợ anh, nhưng cũng là vì tác phong nghiêm khắc trước đây của Chu Dương. Còn địa vị thì khỏi cần nói nữa. Ở Đông Hải, có lẽ Chu Dương có thể còn có chút danh tiếng nhưng so với Chu Vĩ Hải thì lại một trời một vực. Chu Vĩ Hải vị trí trên cao, được nhiều người kính trọng ở Đông Hải. Còn Chu Dương kẻ thù nhiều không kể hết, có nhiều người không hài lòng với anh vẫn luôn muốn cho anh một bài học. Đây chính là cách biệt giữa hai thân phận. Chu Dương vẫn còn chút danh tiếng ở tỉnh Tương Tây. Nhưng so ra thì ngoài Đông Hải, nhìn rộng ra thế giới, Chu Vĩ Hải là lão làng có danh có tiếng, Chu Dương hoàn toàn không thể so bì với ông. Thế nên chỉ hai điều này, Chu Dương không thể thuyết phục Chu Vĩ Hải. Chu Dương thấy sốt ruột, vẻ mặt anh có phần căng thẳng. Lúc Chu Vĩ Hải vừa nói, anh vẫn nghĩ Chu Vĩ Hải sẽ đồng ý, dù sao lần này anh đến đây cùng với Trần Thế Hào. Hình như quan hệ giữa Chu Vĩ Hải và Trần Thế Hào tốt hơn những gì Chu Dương nghĩ. Nhưng Chu Vĩ Hải nói xong, Chu Dương mới nhận ra Chu Vĩ Hải không hổ là Chu Vĩ Hải, vẫn luôn giữ tâm trạng vô cùng bình tĩnh. Sẽ không vì Trần Thế Hào và Tôn Liên cùng đi đến đây, ba người mười mấy năm không gặp thì sẽ khiến Chu Vĩ Hải mất bình tĩnh rồi đưa ra quyết định hoang đường. Ngược lại, sau khi Chu Dương nói rõ mục đích của mình, Chu Vĩ Hải trở nên thận trọng và cẩn thận hơn bất cứ ai. Sao vậy, cậu có thể cho tôi được cái gì? Nhìn Chu Dương im lặng hồi lâu, Chu Vĩ Hải khẽ cười nói. Chương 831, thừa nhận. Ánh mắt Chu Vĩ Hải sáng ngời nhìn thẳng vào Chu Dương, như thể muốn ghi tạc gương mặt Chu Dương vào lòng. Chu Dương chậm chạp không lên tiếng, còn Trần Thế Hào và Tôn Liên ngồi một bên khá căng thẳng. Có vẻ như Chu Vĩ Hải đưa ra hai điều kiện cho Chu Dương, chỉ cần anh có thể làm được một trong hai thì Chu Vĩ Hải sẽ đồng ý giúp đỡ. Nhưng nếu so sánh hai điều kiện này với nhau, Trần Thế Hào biết Chu Vĩ Hải chỉ cho Chu Dương một lựa chọn duy nhất. Chu Dương có thể cho Chu Vĩ Hải ích lợi gì? Trần Thế Hào không nghĩ ra, ông cũng không nghĩ Chu Dương có thể cho Chu Vĩ Hải lợi ích gì. Thế nên chỉ còn điều đầu tiên mới là mục đích thực sự của Chu Vĩ Hải.
Chu Dương có quan hệ gì với Chu Vĩ Hải để ông ấy đồng ý giúp Chu Dương chống lại Hứa gia? Hơn nữa lời nói khó hiểu lúc nãy của Chu Vĩ Hải, Trần Thế Hào biết e rằng Chu Vĩ Hải đã nhìn ra thân phận của Chu Dương. Nhưng vì Chu Dương không thừa nhận, Chu Vĩ Hải cũng không có bằng chứng trực tiếp nên ông mới đưa ra điều kiện như vậy. Mà nếu Chu Dương muốn Chu Vĩ Hải giúp anh thì chỉ còn cách nói ra thân phận của mình. Trần Thế Hào bất lực, nhìn Chu Dương. Lúc này, mọi chuyện đều chỉ có thể dựa vào Chu Dương. Nếu anh không muốn nói cho Chu Vĩ Hải biết thân phận của mình thì anh cũng sẽ không nói thẳng ra. Vì vậy thật ra cơ hội lần này vẫn nằm trong tay Chu Dương. Được. Chu Dương thầm thấp thỏm, tất nhiên anh đã nghĩ đến những điều này, chỉ là bây giờ anh vô cùng rối rắm. Anh không biết rốt cuộc Chu Vĩ Hải này có đáng tin hay không. Nên biết ngay cả Thủy Băng Nguyệt đại tiểu thư Chu gia này cũng không có cuộc sống tốt đẹp ở Chu gia, một khi người Chu gia biết được thân phận đứa con riêng của Chu Hằng Thiên thì hậu quả sẽ rất khó lường. Sao vậy, đã nghĩ kỹ chưa? Chu Vĩ Hải nhìn đồng hồ, khẽ cười nói. Thái độ này vô cùng rõ ràng, tiếp đãi các người lâu như vậy, nếu Chu Dương vẫn không thể đưa ra quyết định thì ông ấy cũng chỉ đành tiễn khách. Dù sao ông ấy cũng là chủ tịch tòa nhà tài chính thiên địa. Mỗi ngày công việc cần giải quyết cực kỳ nhiều, không thể lãng phí thời gian vào chuyện nhỏ nhặt không liên quan đến mình. Đối với Chu Vĩ Hải, Chu Dương không nói ra thân phận của mình chỉ là một người không đáng bận tâm, đối phó với Hứa gia cũng chỉ là chuyện nhỏ. Chí ít không phải khiến Chu Vĩ Hải tự thêm rắc rối cho mình. Thôi vậy, cứ tin Trần Thế Hào một lần đi. Thầm cắn răng, Chu Dương nhanh chóng đưa ra quyết định. Dù sao trước đây Trần Thế Hào đã nói không ít chuyện của Chu Vĩ Hải, nói với Chu Dương, ông ấy không phải là người ác ý. Thế nên Chu Dương quyết định đánh cược vào lần này. Dù sao cũng không có gì to tát, vẫn giống mình lúc trước, cũng sẽ không có gì thay đổi quá nhiều. Tôi quyết định rồi. Chu Dương trầm giọng nói, vẻ mặt anh trở nên vô cùng nghiêm túc, đôi mắt sáng ngời nhìn Chu Vĩ Hải như thể đã quyết tâm rất nhiều. Hả, đã quyết định rồi sao? Cậu nói tôi nghe xem nào, cậu có thể thỏa mãn yêu cầu nào của tôi đây? Chu Vĩ Hải khẽ cười nói, tuy ông ấy đã hơn 70 tuổi nhưng thần thái vẫn rất tốt. Lúc nãy ông nói không sai. Chu Dương cắn răng trầm giọng nói. Ồ, tôi nói cái gì, tôi tuổi đã lớn không nhớ mình đã nói gì, cậu có thể nhắc lại được không? Chu Vĩ Hải nghiêng tai khẽ nói, tựa hồ thật sự không nhớ vừa rồi mình nói gì, muốn nghe Chu Dương nói lại lần nữa. Tôi là con trai Chu Hằng Thiên là bố ruột của tôi. Chu Dương trầm giọng hét, lúc nói ra câu này dường như anh đã dùng hết sức lực, cả người trở nên ủ rũ, tinh thần cũng hơi uể oải. Nói ra câu này cũng đồng nghĩa với việc anh thừa nhận quan hệ của anh và Chu gia, hơn nữa còn nói ngay trước mặt Chu Vĩ Hải, vậy sau này anh không còn cơ hội rút lại lời nói hoặc phủ nhận nữa. Thật à, cậu không phải vì muốn tôi giúp mà nói lung tung đấy chứ? Chu Vĩ Hải khẽ sửng sốt, gương mặt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng sau đó ông che giấu vẻ vui mừng của mình, trái lại bình thản cười nhìn Chu Dương. Ông Chu, không phải ông hy vọng tôi thừa nhận sao? Sao bây giờ tôi đã thừa nhận sự thật thì ông lại không tin? Chu Dương hỏi ngược lại, càng nhìn Chu Vĩ Hải, anh càng cảm thấy những người như ông ấy thật sự rất gian manh. Ha ha, tốt, tốt. Nghe Chu Dương nói vậy, Chu Vĩ Hải lập tức cười ha ha. Run rẩy đứng lên nhưng cơ thể lại vô cùng rắn chắc, sải bước đi đến trước mặt Chu Dương. Nhóc con ngoan, vừa rồi không phải vẫn còn mạnh miệng không thừa nhận sao? Ông già này vừa nhìn cậu cứ ngỡ thấy Chu Hằng Thiên lúc còn trẻ vậy, sao có thể nhận nhầm được? Chu Vĩ Hải cười nói, vui vẻ vỗ vai Chu Dương. Vậy nên ông đưa ra hai yêu cầu này chính là muốn tôi thừa nhận quan hệ của mình với Chu Hằng Thiên à? Chu Dương hơi bất mãn hỏi ngược lại. Nhưng so với lúc nãy, vẻ nghiêm nghị trên gương mặt Chu Dương đã dịu đi nhiều. Ít nhất sau khi anh tiết lộ mối quan hệ giữa mình và Chu Hằng Thiên, anh không thấy ý xấu nào trên người Chu Vĩ Hải. Điều này chứng tỏ Chu Vĩ Hải sẽ không làm hại anh, ít nhất sẽ không vì anh là con riêng của Chu Hằng Thiên mà lòng sinh ra ác ý. Như vậy Chu Dương hoàn toàn yên tâm. Chu Dương thầm mừng rỡ. Anh thừa nhận quan hệ giữa mình và Chu Hằng Thiên chứng tỏ Chu Vĩ Hải đã đồng ý giúp anh đối phó với Hứa gia. Có Chu Vĩ Hải giúp đỡ, Chu Dương càng có tự tin hơn. Ha ha,
đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn nho nhỏ không đáng nhắc đến. Nào, nhóc con, hơn 20 năm nay, cậu sống như thế nào, bây giờ trong nhà có ai không, mẹ cậu vẫn khỏe chứ? Chu Vĩ Hải kéo tay Chu Dương đến ngồi trên sofa như một người ông để Chu Dương nói về cuộc sống của anh trong nhiều năm nay. Chu Dương cũng bất lực, thấy Chu Vĩ Hải phấn khích như vậy, tất nhiên anh ngại cắt ngang lời ông ấy, chỉ đành chậm rãi nói về cuộc sống nhiều năm nay của mình. Thời gian trôi qua, Chu Dương cũng bắt đầu kể về cuộc sống nhiều năm nay. Trần Thế Hào và Tôn Liên ngồi một bên yên lặng nghe. Chu Vĩ Hải kéo tay Chu Dương, vừa nghe vừa liên tục cảm thán, gương mặt cũng đầy vẻ cảm khái. Chu Dương nói đến đoạn thâm tình, Chu Vĩ Hải thậm chí còn khóc. Nhưng Chu Dương nói đến lúc trước anh ở rể Tạ Gia, có quan hệ không tốt với Tạ Gia, bị Tạ Gia khinh thường, sắc mặt Chu Vĩ Hải càng u ám, thậm chí hơi nghiêm nghị. Chương 832, đồng ý giúp đỡ quốc đời khi phong như vá óc đấp. Hừ, cậu là con trai của Chu Hằng Thiên, là người thừa kế Chu gia, sao có thể tới ở rể gia tộc khác, hơn nữa còn là một gia tộc nhỏ không chút tiếng tăm, người gia tộc nhỏ kia còn dám coi thường cậu như vậy, thật là hỗn xược. Chu Vĩ Hải nghiêm khắc trách mắng, nghe Chu Dương nói vậy, ấn tượng của ông ấy với Tạ gia xấu đến cực điểm. Cái này cũng không trách bọn họ được, dù sao khi đó tôi cũng chưa biết thân phận của mình, huống hồ lúc đó tôi cũng thật sự thích Linh Ngọc, vì vậy mới đồng ý chuyện ở rể quốc đời khi phong như vá óc đấp. Chu Dương cười gượng nói, quốc đời khi phong như vá óc đấp. Lúc này, anh mới thực sự cảm nhận được sự ấm áp khi được người bề trên yêu thương. Điều này khiến Chu Dương dần thay đổi cái nhìn đối với Chu Vĩ Hải, thậm chí trong lòng anh thật sự kính trọng ông ấy. Ha ha, không tệ, nhưng cậu đã liên hệ với Chu Hằng Thiên chưa? Chu Vĩ Hải cười nói. Vẫn chưa, trước mắt tôi không có ý định liên hệ với ông ấy, tôi vẫn chưa sẵn sàng để quay về Chu gia, xuất hiện trước mặt người trong Chu gia. Quốc đời khi phong như vá óc đấp. Chu Dương lắc đầu, dứt khoát nói. Vì vậy vừa nãy cậu mới không thừa nhận quan hệ với Chu Hằng Thiên sao? Cũng không muốn để tôi biết thân phận của cậu. Quốc đời khi phong như vá óc đấp. Chu Vĩ Hải nở nụ cười nói, nhìn Chu Dương với ánh mắt vô cùng thân thiết. Vẫn mong ông Chu đừng trách tội, dù sao trước mắt tình hình của Chu gia phức tạp, tôi chẳng qua chỉ là một đứa con riêng, trong mắt người nhà Chu gia căn bản không đáng nhắc tới. Chu Dương gượng cười, đây đều là sự thật. Chu gia to lớn như thế, vốn dĩ vì gia chủ Chu Hằng Thiên không có con trai, vì vậy những con cháu nhánh thứ khác mới có cơ hội gia nhập nhánh chính, trở thành gia chủ, nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người, tự xưng là con riêng của Chu Hằng Thiên, e rằng mọi người sẽ không chấp nhận ngay, hơn nữa rất có khả năng vì lợi ích của bản thân mà ra tay tàn nhẫn với Chu Dương. Những điều này không phải là suy nghĩ chủ quan của một mình Chu Dương, mà đó là thực tế, đừng làm như vậy nhữ nhé. Vì vậy Chu Dương mới cẩn thận như vậy, chờ sau khi bản thân tích lũy đủ sức mạnh mới trở lại Chu gia, đến lúc đó, cho dù những người khác muốn làm chuyện gì xấu với anh, Chu Dương cũng có đủ sức mạnh và thực lực để tự bảo vệ bản thân, thậm chí lấy lại được những thứ vốn dĩ thuộc về anh, đừng làm như vậy nhữ nhé. Hừ, những người đó, thôi vậy, không nói thì thôi, nếu như trong lòng cậu đã có tính toán vậy tôi cũng không khuyên cậu thêm nữa, tôi tin cậu có suy nghĩ của riêng mình. Có thể xử lý tốt chuyện này, đừng làm như vậy nhữ nhé. Có điều, tôi không hỏi cậu tại sao lại xảy ra xung đột với Hứa gia, nhưng cậu phải biết gia tộc ẩn giật như Hứa gia có sức mạnh lớn đến mức nào. Phải biết rằng, cho dù Chu gia, khi đối mặt với gia tộc ẩn giật cũng sẽ không có ưu thế lớn như vậy, đừng làm như vậy nhữ nhé. Chu Vĩ Hải trầm giọng nói, lúc này, ông ấy mới thực sự quan tâm đến mâu thuẫn xảy ra giữa Chu Dương và Hứa gia, đừng làm như vậy nhữ nhé. Cho dù Chu Vĩ Hải đồng ý với Chu Dương, giúp đỡ anh đối phó với Hứa gia, nhưng Chu Vĩ Hải cũng phải để anh biết sự tồn tại của Hứa gia không hề đơn giản như trong tưởng tượng của anh, đừng làm như vậy nhữ nhé. Ít nhất thì Chu gia đối mặt với bất kỳ gia tộc ẩn giật nào đều không hề đơn giản, mà Hứa gia có thể tồn tại ở Đông Hải một thời gian dài như vậy, lai lịch thâm sâu khó lường, cho dù là Chu Vĩ Hải cũng không dám nói nắm chắc tuyệt đối, đừng làm như vậy nhữ nhé. Yên tâm đi ông Chu. Hứa gia không còn là Hứa gia trước kia nữa, 10 năm trước, Hứa gia xảy ra nội chiến, toàn bộ Hứa gia bị chia thành hai phe, mà Hứa gia bây giờ chỉ là một phe thắng lúc đó, phe thất bại còn lại tôi cũng có liên lạc,
đừng làm như vậy nhữ nhé. Chu Dương khẽ cười nói, đừng làm như vậy nhữ nhé. Ồ, xem ra kế hoạch của tên nhóc cậu cũng thật chu toàn, tại đừng làm như vậy nhữ nhé sáu bạn lái làm như vậy. Chu Vĩ Hải vô cùng hài lòng với những gì Chu Dương nói, tại sáu bạn lái làm như vậy. Ít nhất trước khi đến tìm ông ấy nhờ giúp đỡ, Chu Dương cũng đã suy nghĩ rất nhiều khía cạnh của chuyện này, hơn nữa còn tích lũy được không ít sức mạnh, tại sáu bạn lái làm như vậy. Được rồi, nếu như cậu đã đến tìm tôi, đương nhiên tôi sẽ giúp đỡ, cậu có suy nghĩ gì, cứ nói thẳng, tôi xem thử có ổn không, có chỗ nào cần thay đổi cho phù hợp hay không, tại sáu bạn lái làm như vậy. Chu Vĩ Hải cười nói, tại sáu bạn lái làm như vậy. Chu Dương vừa nghe thấy lập tức vui mừng, nhanh chóng nói ra kế hoạch của mình, trong đó anh càng nhấn mạnh vào việc mà Tô Gia và Chu Vĩ Hải cần làm cùng nhau, tại sáu bạn lái làm như vậy. Thời gian trôi nhanh, 2 giờ đồng hồ đã trôi qua tôi không biết tai mính A San A Pem cái quái gì. Cuối cùng Chu Dương cũng đã bàn bạc xong với Chu Vĩ Hải, tôi không biết tai mính A San A Pem cái quái gì. Chu Vĩ Hải không có điểm nào phản bác với kế hoạch của Chu Dương, chỉ nhắc nhở một vài chi tiết bảo anh thay đổi một chút, tôi không biết tai mính A San A Pem cái quái gì. Sau khi Chu Dương cân nhắc suy nghĩ, cũng đã sửa lại, tôi không biết tai mính A San A Pem cái quái gì. Lần này Chu Dương và Chu Vĩ Hải vô cùng hài lòng, tôi không biết tai mính A San A Pem cái quái gì. Điều mà Chu Dương hài lòng là có thể có được sự giúp đỡ của Chu Vĩ Hải. Vậy thì khi đối phó với Hứa Gia, phần thắng của anh cũng sẽ lớn hơn. Điều mà Chu Vĩ Hải hài lòng là, Chu Dương là con trai của Chu Hằng Thiên, hơn nữa suy nghĩ chu toàn, làm việc cẩn thận, vô cùng hiếm có. Điểm này rất giống với Chu Vĩ Hải khi còn trẻ. Khiến ông ấy như nhìn thấy bản thân mình ngày xưa. Bàn bạc xong, Chu Dương tạm biệt Chu Vĩ Hải. Lần này anh không chỉ đến thăm Chu Vĩ Hải, tìm ông ấy giúp đỡ. Chu Dương còn phải tìm sự giúp đỡ của nhiều người hơn nữa. Bọn họ đã mất gần một buổi chiều ở tòa nhà tài chính thiên địa, nhìn thấy trời cũng đã tối, bọn họ nhất định phải nhanh chóng đến địa điểm tiếp theo. Chu Thế Minh lo lắng chờ bên ngoài phòng làm việc, ba người Chu Dương và Chu Vĩ Hải đã ở trong văn phòng hơn 2 tiếng đồng hồ, Chu Thế Minh ở bên ngoài giống như một ngày dài bằng một năm, vô cùng khổ sở. May thay mấy người Chu Dương cuối cùng đã đi ra. Mọi người cuối cùng cũng đã ra rồi, tôi sốt ruột sắp chết rồi đây. Nhìn thấy Trần Thế Hào đi ra, Chu Thế Minh vội vàng than thở, nhìn vào trong phòng làm việc, thấy Chu Vĩ Hải kéo tay của Chu Dương, tươi cười nói, đột nhiên Chu Thế Minh sững sờ, miệng khẽ hé mở, vẻ mặt không dám tin. Chu Thế Minh hoàn toàn không dám tin vào mắt của mình, ông ấy đang nhìn thấy gì vậy? Chu Vĩ Hải lại kéo tay một người trẻ tuổi, tươi cười nói chuyện. Nếu không phải Chu Thế Minh tận mắt nhìn thấy, cho dù người khác có ba hoa nói thì ông ấy cũng sẽ không tin. Nhưng bây giờ, sự thực đang ở trước mắt, khiến cho ông ấy hơi nghi ngờ. Tình huống gì đây? Chu Thế Minh sững sờ nói. Ông đi hỏi ông Chu đi, nếu như ông ấy muốn nói cho ông thì tất nhiên sẽ nói, còn nếu không, tôi khuyên ông đừng nên hỏi nhiều. Trần Thế Hào lắc đầu, không nói thêm nữa. Còn tỏ vẻ thần bí. Có gì không thể nói chứ? Chu Thế Minh liếc nhìn Trần Thế Hào, lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt tò mò nhìn Chu Dương. Trước kia khi ông ấy nhìn thấy Chu Dương còn hiểu nhầm Chu Dương là con trai của Trần Thế Hào và Tôn Liên, chỉ là ông ấy không ngờ Chu Dương lại có thể thân mật với Chu Vĩ Hải như vậy. Điều này hoàn toàn khác biệt so với hiểu biết của Chu Thế Minh về Chu Vĩ Hải, trong lòng càng có thêm một khúc mắc. Sau khi chào tạm biệt Chu Vĩ Hải, mấy người Chu Dương nhanh chóng rời khỏi tòa nhà tài chính thiên địa, đi thẳng đến địa điểm tiếp theo. Bến cảng Thuấn Thiên ở Đông Hải. Chương 833, Bến cảng Thuấn Thiên ở Đông Hải. Khi mấy người Chu Dương rời đi, Chu Thế Minh nhìn Chu Vĩ Hải, do dự một lát sau đó hỏi, tôi không biết y tai mính A San A Pem cái quái gì bố nuôi, cậu nhóc đó là ai, con nhìn bố và cậu ta cười cười nói. Chỉ là một thằng nhãi danh, đáng để bố cười nói với cậu ta như vậy sao? Tôi không biết y tai mính A San A Pem cái quái gì Chu Thế Minh khinh thường nói, ông ấy không biết Chu Dương là ai, nhưng điều đó không thể ngăn ông ấy nói ra những lời như vậy, tôi không biết y tai mính A San A Pem cái quái gì Chu Dương chỉ khoảng tầm 20 mấy tuổi. Người trẻ như vậy có thể có thành tựu gì chứ?
Nếu như nói Chu Dương là con cháu của một gia tộc lớn nào đó, Chu Thế Minh không thể không biết Chu Dương. Ở Đông Hải, thậm chí là cả nước, phàm là tên của con cháu trẻ tuổi trong các gia tộc lớn, Chu Thế Minh đều biết đến 7-8 phần, nhưng trong số đó không có Chu Dương, tôi không bia y tai mính a san a pem cái quái gì hễ nghĩ tới những gì vừa rồi ông ấy nhìn thấy. Trong lòng Chu Thế Minh càng lúc càng tò mò, càng cảm thấy hứng thú với thân phận của Chu Dương, tôi không bia y tai mính a san a pem cái quái gì điều gì không nên hỏi thì đừng hỏi quá nhiều, chờ đến thời điểm thích hợp, tự nhiên con sẽ biết. Chu Vĩ Hải khẽ nói, ông ấy không muốn trả lời câu hỏi của Chu Thế Minh. Chu Thế Minh không có được câu trả lời, trong lòng càng tò mò hơn, ông ấy đã hạ quyết tâm, lát nữa sẽ liên hệ với Trần Thế Hào, tìm hiểu tình hình cụ thể từ chỗ của ông ấy. Ở một nơi khác, mấy người Chu Dương đi thẳng tới điểm đến thứ hai, bến cảng Thuấn Thiên Đông Hải. Bến cảng Thuấn Thiên Đông Hải nằm trên bờ sông Trường Giang, nối liền Trường Giang, sông Hoàng Phố và Đông Hải, là bến cảng container có quy mô lớn nhất ở Đông Hải. Mỗi ngày số lượng container nhập vào và xuất ra chiếm hơn một nửa trên tổng số bến cảng ở Đông Hải, không hổ là ông lớn đầu ngành. Chu gia ở thủ đô lại là cổ đông lớn nhất của bến cảng Thuấn Thiên Đông Hải. Chủ tịch của công ty bến cảng Thuấn Thiên cũng là người của Chu gia. Bến cảng Thuấn Thiên có địa vị tương đương với tòa nhà tài chính thiên địa, người quyết định là Chu Vĩ Thiên, cũng là bề trên của Chu gia, có vai vế ngang với Chu Vĩ Hải, cũng coi như có quan hệ anh em họ với Chu Vĩ Hải. Trên đường đi, Trần Thế Hào giới thiệu rất nhiều chuyện về bến cảng Thuấn Thiên, đặc biệt là người quyết định của bến cảng, Chủ tịch Chu Vĩ Thiên. So với Chu Vĩ Hải, Chu Vĩ Thiên không dễ nói chuyện. Chu Vĩ Hải không có con trai nối dõi, vì vậy không có yêu cầu lợi ích tuyệt đối. Nhưng Chu Vĩ Thiên lại khác. Chu Vĩ Thiên không chỉ có con trai, hơn nữa không chỉ có một mà có tới ba người, địa vị của bọn họ trong Chu gia ở thủ đô không hề tầm thường, nắm giữ không ít sản nghiệp của Chu gia. Có thể nói địa vị nhánh phụ của Chu Vĩ Thiên ở Chu gia không thấp. Về việc nhánh phụ của Chu Vĩ Thiên có ham muốn vị trí gia chủ hay không, Trần Thế Hào cũng không biết. Nhưng từ những gì đã biết từ trước đến nay, Trần Thế Hào cảm thấy Chu Vĩ Thiên không hề có suy nghĩ đó. Theo Trần Thế Hào, Chu Vĩ Thiên và Chu Vĩ Hải có quan hệ anh em họ, suy nghĩ của hai người khá giống nhau, đều muốn Chu gia phát triển ngày càng lớn mạnh, bản thân bọn họ không có yêu cầu quá đáng nào đối với quyền lực của Chu gia. Dù sao, bất kể là ai làm chủ, đều không thể nào làm lung lay địa vị của bọn họ. Nhưng Trần Thế Hào không biết ba đứa con của Chu Vĩ Thiên rốt cuộc suy nghĩ thế nào. Không nói tới những cái khác, bọn họ ai cũng đang ở tuổi trẻ tràn đầy sức lực, hơn nữa khi đã có địa vị vô cùng cao ở Chu gia, căn bản không thể không nảy sinh bất kỳ ham muốn nào đối với vị trí gia chủ. Vì vậy ba đứa con trai của Chu Vĩ Thiên rất có khả năng có suy nghĩ như vậy. Do đó lần này tới hỏi thăm Chu Vĩ Thiên, Trần Thế Hào đã nhắc nhở nhiều lần với Chu Dương, nhất định phải thận trọng. Dù thế nào cũng đừng để giống như vừa nãy, dễ dàng nói ra thân phận thực sự của mình với Chu Vĩ Thiên. Nếu không, Chu Vĩ Thiên có thể không có suy nghĩ gì, nhưng khó mà bảo đảm ông ta sẽ không vô tình nói với con trai mình, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, không ai có thể dự liệu được. Trong lòng Chu Dương biết rõ, sự cảnh giác đối với Chu Vĩ Thiên cũng nhiều hơn. Quả thực Chu Vĩ Thiên có thể là một người tốt, nhưng dù sao ông ta cũng không giống với Chu Vĩ Hải. Chu Vĩ Hải không có con trai nối dõi, vì vậy ở Chu gia không có mong muốn lợi ích tuyệt đối, cho dù ông ta có được khối tài sản kếch xù, thậm chí trở thành gia chủ, sau khi ông ta già đi, tất cả đều sẽ tan thành mây khói. Nhưng Chu Vĩ Thiên lại khác, ông ta có ba con trai, sẽ có mong muốn lợi ích, tài sản mà ông ta có được hoặc là trở thành người nắm giữ quyền lực của Chu gia có thể truyền lại cho con trai của ông ta. Vì vậy nếu như Chu Dương nói ra thân phận của mình với Chu Vĩ Thiên, sẽ có nguy hiểm nhất định. Tôi hiểu rồi. Chu Dương trầm giọng nói, trong lòng anh cũng đã suy nghĩ cẩn thận, lát nữa khi gặp Chu Vĩ Thiên phải nói như thế nào mới có thể đạt được mục đích của mình, hơn nữa không để lộ ra thân phận của bản thân. Đúng rồi, ba người con trai của Chu Vĩ Thiên lão gia đều đang ở thủ đô sao? Chu Dương đột nhiên hỏi. Anh đột nhiên nghĩ rằng, nếu như con trai của Chu Vĩ Thiên cũng ở Đông Hải, vậy thì hôm nay anh đi tìm Chu Vĩ Thiên. Rất có khả năng sẽ bị con trai của ông ta hoài nghi, từ đó bắt đầu điều tra thân phận của anh. Hơn nữa, Trần Thế Hào và Tôn Liên đều ở bên cạnh anh, như vậy càng dễ để lộ thân phận. Yên tâm đi,
ba đứa con trai của Chu Vĩ Thiên, hai người ở thủ đô, một người ở nước ngoài, hơn nữa con trai của ông ta cũng biết tính cách của Chu Vĩ Thiên, vì vậy liên lạc giữa bố con bọn họ không thường xuyên như vậy. Hôm nay chuyện cậu tới tìm Chu Vĩ Thiên, con trai của ông ta sẽ không biết ngay được. Trần Thế Hảo biết Chu Dương đang lo lắng điều gì, vì vậy liền giải thích. Vậy thì tốt. Trong lúc nói chuyện, ba người nhanh chóng tới bến cảng Thuấn Thiên, lúc này trời đã tối, đèn đã được bật sáng, cả bến cảng sáng như ban ngày, khắp nơi đều là ánh đèn và người qua lại, nhìn cũng không khác lắm so với ban ngày. Ba người Chu Dương đi đến bến cảng, nhìn thấy mọi người vội vàng đi lại, còn có đoàn xe vận tải cũng đang vô cùng bận rộn. Lúc này Chu Vĩ Thiên có lẽ đang ở trong văn phòng, tòa nhà văn phòng của bến cảng Thuấn Thiên ở gần đây, đi bên này. Trần Thế Hào ở phía trước dẫn đường, ba người nhanh chóng đến tòa nhà văn phòng của bến cảng Thuấn Thiên. So với tòa nhà tài chính thiên địa, thì tòa nhà văn phòng của bến cảng Thuấn Thiên trông tồi tàn hơn nhiều. Cả tòa nhà văn phòng chỉ có 10 tầng, nhưng vào lúc này, cả tòa nhà đều sáng choang, đèn của mỗi tầng đều sáng, Chu Dương từ bên dưới nhìn lên liền thấy bóng người rộn ràng, dáng vẻ vô cùng bận rộn. Mỗi ngày người đến tòa nhà văn phòng của bến cảng Thuấn Thiên làm việc rất nhiều, vì vậy quầy lễ tân ở đây không quá nghiêm ngặt. Ở giữa đại sảnh tầng 1 có một quầy lễ tân, nhưng khi ba người Chu Dương đi vào lại không thấy có lễ tân trực ban. Cả tầng 1 cũng chỉ có một đội bảo vệ đang tuần tra ở đây, nhưng 8 người bảo vệ này nhìn vô cùng rời rạc, ngồi ở trong một góc nói chuyện, không để ý tới những người đi lại trong sảnh tầng 1 của tòa nhà. Ở đây lỏng lẻo như vậy lẽ nào không sợ có người gây sự sao? Cuộc đời khi phong như vá óc đấp. Chu Dương khẽ hỏi, cuộc đời khi phong như vá óc đấp thật bài u tẻ hấy sóc. Vừa bước vào sảnh tầng 1, anh đã giật mình trước những người đang chen chúc ở trước mặt. Thoạt nhìn, anh còn tưởng nơi này là chợ rau, thật bài u tẻ hấy sóc đủ mọi loại người tới tới lui lui, trong tay cầm tài liệu và danh mục đầu tư, tất cả đều đến đây để giải quyết công việc. Chương 834, Thái Đình Đầu. Ha ha, người anh em này, lần đầu anh tới đây sao? Cuộc đời khi phong như vá óc đấp. Đúng lúc này, một thanh niên đi ngang qua đột nhiên ngoảnh lại nhìn Chu Dương cười nói, mắt đảo qua đảo lại, đánh giá ba người Chu Dương, tất cả chúng ta dai sai rồi hả? Là sao? Chu Dương ngạc nhiên hỏi, anh không ngờ lại có người bỗng chốc nói ra tình hình của mình, tất cả cuộc đời khi phong như vá óc đấp chúng ta dai sai rồi hi hi. Nếu không phải lần đầu chắc hẳn sẽ quen với tình hình ở nơi này, vừa rồi anh nói không sợ có người gây sự ở đây. Tất cả chúng ta dai sai rồi. Tuy cậu thanh niên thấy nhóm Chu Dương ăn mặc không quá cao sang, nhưng khí thế và phong thái lại không hề tầm thường. Trong lòng hắn biết, ba người này chắc chắn không phải người bình thường, cho nên liền tới cạnh Chu Dương. Nói nhỏ, các anh thấy đám người kia không? Cậu thanh niên đầy vẻ bí ẩn chỉ vào 8 người bảo vệ đang ngồi trong góc, nói chuyện cười đùa. Hừ, sao họ lại tới đây? Chẳng phải họ là bảo vệ sao? Hơn nữa họ đâu có quan tâm tới chuyện ở đây, lại còn ở đó nói chuyện vui vẻ, chẳng lẽ họ đã khiến mấy kẻ muốn gây sự phải khiếp sợ? Đừng làm như vậy nhứ nhé, Chu Dương cười nói, anh không thích bộ dạng tỏ ra thần bí của cậu thanh niên kia lắm, đừng làm như vậy nhứ nhé, nhưng anh cũng không biểu hiện ra mặt, đừng làm như vậy nhứ nhé. Bởi vì trên đường tới, anh đã tận mắt thấy sự tình đúng là như vậy. Tuy mấy tên bảo vệ kia làm như thể không quan tâm, nhưng quả thật nơi này không có người tới gây rối. Đừng làm như vậy nhứ nhé, mà cậu thanh niên này lại chỉ nhìn qua đã biết anh lần đầu tới đây. Vậy có lẽ hắn cũng có chút bản lĩnh, biết vài chuyện mà anh không biết. Tại sao bà đừng làm như vậy nhứ nhé, lái làm như vậy dù sao. Trần Thế Hào cũng chỉ nói cho anh chuyện về Chu Vĩ Thiên, còn chuyện về bến cảng Thuấn Thiên, nhất là chuyện về tòa làm việc này có lẽ Trần Thế Hào chưa từng tới nên chắc cũng không biết. Tại sao? Bạn lái làm như vậy hi hi, anh đừng khinh thường mấy tên bảo vệ đó, họ đều là người của Thái gia, được mời tới bến cảng Thuấn Thiên này đó, có mấy người của Thái gia ở đây là có thể khiến đám trộm cướp sợ rồi, ai còn dám tới đây gây sự nữa. Chẳng lẽ muốn chết sớm sao? Tại sao bạn lái luốc đời khi phong như vá óc đớp àm như vậy? Cậu thanh niên cười nói, vẻ mặt xảo quyệt, hai mắt đảo mấy vòng, tại cuộc đời khi phong như vá óc đớp sáo bạn lái làm như vậy. Các anh tới đây là muốn làm giấy phép thông hành à? Nếu mấy anh tin tôi thì cứ giao cho tôi làm, bảo đảm sẽ làm xong trong vòng 10 phút cho các anh, có Thái Đình Đầu tôi ở đây, cũng coi như các anh có đường tắt để đi. Các anh nhìn đi, người ở đây nhiều như vậy,
nếu các anh không có quan hệ mà muốn làm giấy phép thông hành thì phải mất cả ngày ấy. Cậu thanh niên khẽ nói, hơn nữa giọng điệu nghiêm túc và tự tin vô cùng, tôi không bia y tai mính Asan Apem cái quái gì như thế, nếu nhóm Chu Dương muốn làm gì cứ giao hết cho hắn, và lại hắn còn có thể xử lý xong xuôi trong vòng 10 phút. Tôi không bia y tai mính Asan Apem cái quái gì. Chu Dương liếc nhìn kẻ tự xưng là Thái Đinh đầu một cái, trong lòng bỗng hiểu ra. Cảm giác người này không phải vô duyên vô cớ chạy tới nói với anh những lời này, mà là vì hắn là chân chạy việc vặt ở đây, chuyên giúp người ta xử lý vài chuyện trong thời gian ngắn, và hắn sẽ nhận được tiền thù lao tương ứng từ người đó. Tôi không bia y tai mính Asan Apem cái quái gì ha ha. Chúng tôi không phải tới để làm giấy thông hành, tôi không bia y tai mính Asan Apem cái quái gì. Chu Dương lắc đầu phủ nhận, anh không phải tới để làm chuyện đó, dù có nói cho Thái Đinh đầu biết mục đích anh tới rồi nhờ hắn giúp, chắc hắn cũng chẳng giúp nổi. Hai, đừng lo, dù các anh không tới làm giấy phép thông hành, nhưng chắc cũng phải làm mấy nghiệp vụ gì chứ, cứ giao cho tôi bảo đảm sẽ làm xong trong vòng 10 phút mà chỉ mất 3.000 tệ. Các anh chỉ cần ngồi đây nghỉ ngơi là được, không các anh nhìn kìa, người người chen chúc nhau, chẳng biết sẽ mất bao lâu. Thái Đinh đầu biết ngay Chu Dương sẽ nói vậy, hắn bỗng lo lắng. Gạch chéo ngược. Đùa chứ, vừa rồi hắn đã nói rất nhiều, kể cho Chu Dương biết vài chuyện ở đây, và hắn cũng cảm thấy Chu Dương không phải tới để làm giấy thông hành. Nhưng một khi đã bị Thái Đinh đầu để mắt tới, vậy hắn cũng không thể tay không trở về được. Cũng phải ôm luôn việc mà hôm nay nhóm Chu Dương tới làm. Ha ha, không cần đâu, việc chúng tôi cần làm cậu không giải quyết được đâu. Chu Dương thản nhiên nói, đang định đi vào trong. Này, từ đã. Chu Dương vừa bước được một bước, Thái Đinh đầu đã cản họ lại. Này mấy vị, các anh đang coi thường ai vậy? Thái Đinh đầu tôi trước giờ chưa nói nhất ngôn cửu đỉnh bao giờ, nhưng tôi luôn giữ lời, chưa từng có chuyện gì là tôi không xử lý được. Nếu tôi không giải quyết được tôi sẽ biến ngay, không làm lỡ một giây một phút nào của các anh, và từ giờ về sau, chỉ cần các anh tới, cứ giao hết mọi chuyện cho tôi làm, tôi không lấy một đồng. Đọc nhanh nhất tại Thái Đinh đầu ngẩng đầu nhìn Chu Dương, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cảm thấy nhục khi bị người khác nghi ngờ là kẻ vô dụng. Cũng vì Thái Đinh đầu kích động nên khi nói, giọng cũng lớn hơn, đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Đây chẳng phải là Thái Đinh đầu à? Sao thế, lại muốn người khác giao việc cho sao? Ha ha, tôi nghĩ Thái Đinh đầu gặp phải người khó nhằn rồi, tôi nói này Thái Đinh đầu, người ta đã không muốn, cậu còn gượng ép làm gì? Ha ha, nhưng nói thật, tên Thái Đinh đầu này đúng là giỏi mà, cậu ta quen biết tất cả nhân viên ở đây, giao cho cậu ta việc gì cậu ta cũng đều xử lý xong trong 10 phút. Phải đó, trước kia tôi cũng để Thái Đinh đầu xử lý hộ đó, mấy anh có việc gì cứ giao cho Thái Đinh đầu. Chỉ mất 3.000 tệ lại tiết kiệm thời gian, việc gì phải tự làm khổ mình, vất vả biết bao. Chỉ trong chốc lát, rất nhiều người nhận ra Thái Đinh đầu, nhao nhao hét lên, hơn nữa có người người còn hết lời khen ngợi Thái Đinh đầu, như thể Thái Đinh đầu tài giỏi thật vậy. Nhưng Chu Dương không hứng thú mấy thứ đó. Dù Thái Đinh đầu này có giỏi như nào đi nữa, anh cũng sẽ không giao chuyện mà hôm nay anh tới làm cho hắn. Chưa kể hắn chỉ là một kẻ mối lái. Liệu hắn có khả năng đó thật không? Huống hồ, nếu muốn thuyết phục Chu Vĩ Thiên giúp đỡ, Chu Dương phải gặp được đối phương, nói rõ với đối phương về mối quan hệ vừa có lợi vừa có hại. Nếu Chu Dương chỉ tìm bừa một người tới gặp Chu Vĩ Thiên, chưa biết có gặp được hay không, dù gặp được, liệu Chu Vĩ Thiên có nghĩ là anh không có thành ý, rồi từ chối thẳng thừng không? Mấy chuyện này đều là chuyện mà Chu Dương phải suy nghĩ. Sao, tôi đâu có lừa anh? Rất nhiều người ở đây đều tìm tôi làm đó, Thái Đinh đầu tôi trước nay đã cầm tiền của người khác là phải làm cẩn thận. Nói đi, anh tới đây làm gì, cứ giao cho tôi, đảm bảo khiến anh hài lòng. Thái Đinh đầu vô cùng hài lòng với thái độ của mọi người xung quanh, xua tay, nói với vẻ bình tĩnh. Ha ha, tôi không cần biết cậu có năng lực như nào, bởi vì chuyện tôi cần làm hôm nay chỉ có tôi mới làm được thôi. Với lại, dù có giao cho cậu, chưa chắc cậu đã làm được. Chương 835, cấu kết làm việc xấu. Chu Dương lắc đầu, từ chối Thái Đầu Đinh rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước. Thái Đầu Đinh cứ như vậy, anh càng không muốn giao công việc cho hắn, còn hắn thì ngăn anh không cho bước vào. Anh nói với tôi vậy là có ý gì, xem thường tôi à? Hôm nay Thái Đầu Đinh tôi nói rõ cho anh biết, anh phải giao việc cho tôi,
không giao thì không được vào, không có lựa chọn nào khác đâu. Ánh mắt Thái Đầu Đinh nhìn Chu Dương chằm chằm, vẻ mặt trở nên hung hãn như một tên cường hào ác độc. Nghe thấy hắn nói vậy, không ít người vây quanh lặng lẽ lui về phía sau rồi rời đi. Mấy nhân viên bảo vệ đang ngồi trong góc nói chuyện cũng lẳng lặng nhìn qua, đứng đậy đi sang bên này. Động tĩnh ở đây rõ ràng đã thu hút sự chú ý của họ. Người đứng xung quanh còn rất đông, gây tắc nghẽn trong phòng khách. Chuyện gì vậy? Thái Đầu Đinh, lại là cậu, hôm nay lại sao đấy? Các nhân viên bảo vệ chậm rãi đi tới, tách mọi người ra thì thấy Thái Đầu Đinh và Chu Dương đang đứng rằng co nên lên tiếng chế nhạo. Hơn nữa, những người này dù nghe như đang trách mắng Thái Đầu Đinh, nhưng ánh mắt họ đổ dồn lên ba người Chu Dương, giống như khóa chặt anh trong tầm mắt không cho cơ hội rời đi. Chu Dương hờ hững nhìn qua là hiểu ngay mọi chuyện. Bảo sao Thái Đầu Đinh hiểu những bảo vệ này rõ như vậy, vì bọn họ cùng phe. Mà mấy người này trông có vẻ không thèm quan tâm, nhưng thực chất thì không, bọn họ thông đồng với Thái Đầu Đinh, có sự quản lý chặt chẽ. Một khi có ai phát sinh mâu thuẫn với hắn, bọn họ sẽ xông lên ổn định trật tự. Trông có vẻ bọn họ duy trì an ninh, nhưng bọn họ thực ra là giúp phe mình đánh nhau. Mà người phe họ chính là Thái Đầu Đinh. À, thì ra là vậy, các người cùng phe với nhau, cố tình chặn đầu tôi. May hôm nay tâm trạng tốt nên tôi không xử lý các người, còn hiểu chuyện thì cút mau đi, đừng để tôi thấy các người ở đây lần nữa. Chu Dương cười nhạt, vẻ mặt thờ ơ, khinh thường Thái Đầu Đinh và mấy người bảo vệ. Người như thế trong mắt anh chẳng là cái thá gì, thậm chí không đáng để đề cập đến. Anh không cần phải lãng phí thời gian và sức lực với bọn họ. Vì hôm nay Chu Dương có chút chuyện nên không muốn đánh nhau, chỉ cần bọn họ biết ý, ngoan ngoãn rời đi, thì anh sẽ không truy cứu trách nhiệm bọn họ nữa. Ha ha, cười chết tôi rồi. Đây là lần đầu tiên Thái Đầu Đinh này thấy có người dám nói chuyện như vậy với tôi như vậy. Anh kia, anh biết đây là đâu không đấy? Nói chưa kịp nghĩ à? Thái Đầu Đinh cười lớn, ánh mắt nhìn Chu Dương đầy dữ tợn. Hừ, thằng kia, sao mày dám nói như vậy với bọn tao? Xem ra mày khinh thường anh em chúng tao. Đã thế, hôm nay cho mày hai sự lựa chọn, một là đưa 100.000 ra đây, rồi giao công việc cho Thái Đầu Đinh xử lý, còn mày ngoan ngoãn đứng chờ một bên. Còn thứ hai, là bọn tao sẽ đánh mày một trận, đá mày ra ngoài. Mấy nhân viên bảo vệ hầm hè nói. Thấy vậy, những người đang vây quanh nhanh chóng tản ngay ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh chỉ còn ba người Chu Dương, Thái Đầu Đinh và mấy nhân viên bảo vệ. Thái Đầu Đinh và đám bảo vệ một phe, mục tiêu là ba người Chu Dương. Chậc, lại thêm một đứa không hiểu chuyện. Đúng vậy, tôi bảo Thái Đầu Đinh ở đây mười mấy năm rồi, làm gì còn ai dám gây sự với hắn. Chẳng lẽ ba người kia lúc trước đến đây không hỏi thăm tình hình nơi này sao? Hay, Thái Đầu Đinh thật đáng ghét. Chẳng lẽ không ai dám đứng lên dạy dỗ hắn sao? Này, đừng nói linh tinh, anh chán sống à? Thái Đầu Đinh là người nhà Thái gia, mà Thái gia là gia tộc hạng hai ở Đông Hải. Có ai còn sống mà dám tìm Thái Đầu Đinh gây phiền toái đâu? Mấy người bảo vệ này cũng đều là người Thái gia, bọn họ cùng phe Thái Đầu Đinh, ai mà đọ được họ? Mọi người bàn luận sôi nổi, ánh mắt đồng tình nhìn ba người Chu Dương. Nhưng nhìn Thái Đầu Đinh và nhóm bảo vệ lại đầy căm ghét và sợ hãi. Xem ra, các người không muốn yên ổn rời đi. Chu Dương thở dài, trong lòng bất đắc dĩ. Anh tới đây là vì có chuyện, chứ không hề muốn phát sinh mâu thuẫn gì với người ở đây, lãng phí thời gian. Nhưng trời xanh phụ lòng người, để người không hiểu chuyện tới gây rắc rối. Mà tên Thái Đầu Đinh này, ban đầu Chu Dương còn tưởng đó là người tốt, nhiệt tình. Nhưng xem ra hắn là sói đội lốt cừu. Nếu các người không muốn đi, thì cũng đừng hòng đi nữa. Chu Dương trầm giọng, thanh âm lạnh lẽo đến rùng mình, khiến Thái Đầu Đinh và mấy người bảo vệ thầm run rẩy. Điều này làm bọn họ sợ hãi, tập trung nhìn Chu Dương. Nhưng rất nhanh sau, bọn họ lại hung hăng trở lại. Chu Dương dù sao chỉ có ba người, mà trong đó còn có một phụ nữ. Còn bên phía Thái Đầu Đinh có tận 9 người. Tám bảo vệ từng làm tại Thái gia, bản lĩnh rất lớn, một tay có thể đánh hai, ba người đàn ông trưởng thành là chuyện dễ dàng. Hừ, tên khốn, nếu mày không biết tốt xấu, thì đừng trách bọn này độc ác. Anh em đâu, xông lên, cho tên khốn kia một trận, để tất cả mọi người ở đây biết kết cục đắc tội với chúng ta là như nào.
Thái đầu đinh hét lớn một tiếng, dẫn đầu chạy lên, tay lăm le quả đấm xông về phía Chu Dương. Theo hắn thấy, Chu Dương khá trẻ nên sức còn yếu, nhất định rất dễ đối phó. Ha ha, đúng là tự tìm cái chết. Chu Dương khẽ quát, nhanh chóng giơ quyền nghênh đón. Anh không để Trần Thế Hào giúp đỡ, vì anh thấy tuy Thái Đầu Đinh và mấy tên bảo vệ có 9 người song hoàn toàn không tạo được chút uy hiếp nào với anh. Anh tự mình giải quyết nhanh 9 tên này, không muốn lãng phí thêm thời gian. Nắm quyền của Chu Dương đấm mạnh vào quả đấm của Thái Đầu Đinh, chợt lúc này vang lên tiếng rắc rắc. Úi, tay tôi! Đột nhiên tiếng xương gãy vang lên, sau đó là tiếng kêu la thảm thiết của Thái Đầu Đinh. Quả đấm vừa này còn quơ quơ mà giờ đã gục xuống. Sắc mặt hắn trở nên nhợt nhạt, mồ hôi đầm đìa, nhìn như vừa từ phòng xông hơi đi ra. Sự việc này khiến mọi người lập tức ngây ra vì sợ hãi. Chương 836, dạy dỗ một bài học. Không chỉ những người xung quanh, mà đến cả 8 nhân viên bảo vệ cũng trợn tròn mắt nhìn Chu Dương chỉ một quyền đã đánh gãy tay Thái Đầu Đinh. Đầu óc bọn họ thậm chí còn đờ đẫn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, sao Thái Đầu Đinh vừa giơ nắm đấm đánh Chu Dương mà giờ lại kêu la thảm thiết, nhìn bộ dạng có vẻ tay hắn bị đánh gãy rồi. Chuyện gì vậy, mọi người nhìn rõ không? Không biết, tôi vừa thấy người kia đối đầu với cú đấm của Thái Đầu Đinh, mà sau đó đã thấy hắn kêu rên rồi thành ra như vậy. Chẳng lẽ thực lực người kia mạnh như thế, đến Thái Đầu Đinh cũng không phải đối thủ? Nếu thế thì lần này bọn Thái Đầu Đinh đá phải sắt thép rồi, thật hả hê lòng người. Mọi người ai cũng khen ngợi. 8 bảo vệ kia thấy bộ dạng thảm hại của Thái Đầu Đinh thì trong lòng hơi khiếp sợ, không biết mình có nên ra tay không. Lúc này 8 người bảo vệ đối đầu Chu Dương cứ đứng im, không dám đánh cũng không dám chạy. Hừ, bọn phế vật các người, dám ở chỗ này kết bè kết phát, mưu cầu lợi ích cá nhân. Thấy đối phương không dám xông lên, Chu Dương cười nhạo, chủ động ra tay. Ầm ầm ầm. Chỉ bằng vài cú đánh, không cần mất nhiều sức, Chu Dương đã đánh gục cả 8 người bảo vệ khiến họ ngã lăn xuống đất, thời gian ngắn ngủi không quá 2 phút. Mà mấy người đó đến vạt áo Chu Dương còn chưa chạm được thì đã bị anh đánh cho gục hết xuống. Yên lặng. Đại sảnh tầng 1 hiếm lắm mới thấy yên lặng như này, không ai nói gì, chỉ có tiếng Thái Đầu Đinh và mấy người bảo vệ kêu rên liên tục. Cái này. Trời ơi, tôi vừa thấy gì vậy? Người kia là cao thủ võ lâm sao? Tôi chưa kịp nhìn xem anh ta ra tay như nào. Tốt quá, cuối cùng đám người kia cũng gặp quả báo. Lần trước tôi bị bọn họ trấn lột mấy chục ngàn, mà tôi tới đây để giải quyết công việc, làm tốn bao nhiêu thời gian của tôi. Đánh hay lắm. Mọi người nhanh chóng có phản ứng, không ngừng hoan hô khen ngợi Chu Dương, còn với Thái Đầu Đinh và 8 người bảo vệ thì vô cùng khinh thường. Có người còn nhổ nước miếng, mấy đồ vặt cầm trên tay cũng đập vào mặt bọn chúng. Ai da, đừng đánh nữa, chúng tôi biết sai rồi, đừng đánh nữa. Tay tôi gãy rồi, mau đưa tôi đi viện. Tên danh, mày xong đời rồi, dám đánh người Thái gia, cứ chờ sự trả thù từ Thái gia đi. Tên khốn, mày có gan thì đừng chạy, Thái gia bọn tao sẽ nhận được tin tức, đợi bọn họ tới đây, chúng mày cứ chờ đấy. Thái Đầu Đinh và mấy người bảo vệ dù bộ dạng như vậy, nhưng vẫn không quên uy hiếp Chu Dương. Đúng vậy, chàng trai kia, hay anh mau đi đi, làm gì thì nhờ người khác tới đi, nếu Thái gia trả thù thì không chịu nổi đâu. Đúng thế, lần trước tôi nhớ có một thanh niên trẻ cũng có mâu thuẫn với Thái Đầu Đinh, cuối cùng bị người nhà Thái gia đánh cho gần chết. Tôi thấy Thái gia sẽ phái người tới đây trong 10 phút nữa thôi. Tai mắt của bọn họ ở đây rất nhiều, xảy ra chuyện như vậy. Thái gia chắc chắn biết rồi. Lúc này không ít người khuyên nhủ Chu Dương, bảo bọn anh mau rời đi, tránh bị Thái gia trả thù. Chu Dương cười khẩy, gật đầu với mọi người nhưng không hề rời đi. Thái gia là một gia tộc hạng 2. Không cần quan tâm bọn họ là gia tộc hạng 2 cao cấp, vì chưa đến trình gia tộc hạng nhất. Mà kể cả có là gia tộc hạng nhất, anh cũng không sợ. À, Thái gia sao? Đến Thái Hùng của Thái gia tôi còn dám đánh. Thì cần sợ hãi mấy tên tép siêu mấy người này sao? Chu Dương cười khẩy. Xét về thực lực, Chu Dương chưa chắc đã là đối thủ của Thái Hùng. Nhưng lần trước lúc ở câu lạc bộ Silver Lake, anh mượn danh tiếng Trần Thế Hào hung hăng dạy dỗ Thái Hùng một trận nhớ đời. Hơn nữa, trải qua một thời gian dài, Chu Dương cũng luyện tập chăm chỉ, giờ anh không còn như xưa, nếu có giao đấu với Thái Hùng ở đây,
kết quả ra sao chưa ai biết được. Gì cơ? Nhưng khi nghe thấy Chu Dương nói vậy, mọi người lại lần nữa thất kinh. Đến cả Thái Hùng nhà Thái gia cũng đánh. Đùa à? Nhiều người ở đây không ít người không rõ Thái Hùng là ai, nhưng cũng từng nghe nói đến. Còn Thái Đầu Đinh và mấy người bảo vệ ai nấy đều nhìn Chu Dương chằm chằm, nghi ngờ lời anh vừa nói. Thanh niên trẻ tuổi này là ai, sao dám ăn nói hỗn hào vậy? Thái Hùng của Thái gia, là đại thiếu gia đời thứ ba của Thái Hùng, người bình thường ai dám đánh? Người khác nghĩ gì, Thái Đầu Đinh không biết. Nhưng họ biết, hơn nửa tháng trước, đúng là Thái Hùng bị người khác đánh ngay tại câu lạc bộ Silver Lake, trước mặt bao người bị dạy dỗ một trận, còn bị Trần Thế Hào đích thân ra tay, khiến Thái Hùng thương nặng. Thái Đầu Đinh tận mắt chứng kiến Thái Hùng bị thương khi về nhà, nghe được tin tức từ bảo vệ ở đó. Đột nhiên, Thái Đầu Đinh như nhớ ra điều gì, khuôn mặt kinh sợ nhìn Chu Dương hô lên một tiếng. Mày là Chu Dương. Chỉ có thể là Chu Dương, người vừa nói đánh Thái Hùng. Mà hắn còn biết, người đánh thương Thái Hùng tên là Chu Dương, hơn nữa nhìn tuổi tác rất giống người đang đứng trước mặt đây. Ha ha, biết vậy còn không mau cút. Chu Dương liếc nhìn Thái Đầu Đinh một cái rồi lạnh lùng nói, không chút hứng thú khi thấy Thái Đầu Đinh biết tên mình. Không biết Thái Đầu Đinh từ đâu lại biết tên anh. Nhưng dạy dỗ mấy người này một trận, khiến trong lòng anh rất thỏa mãn. Song Chu Dương vẫn chưa hài lòng lắm. Thái Đầu Đinh và mấy tên bảo vệ ở đây làm sằng làm bậy, nhìn là biết chuyện này không phải mới một hai ngày, Chu Dương không tin nhân viên ở đây lại không để ý. Bây giờ, Thái Đầu Đinh ở đây thật sự như cá gặp nước, cấu kết với nhân viên bảo vệ làm việc xấu mà không ai dám làm gì. Như vậy, chỉ có hai khả năng. Một là nhân viên ở đây bị hắn mua chuộc, cùng lén lút bao che nhau. Khả năng kia là Chu Vĩ Thiên biết chuyện này, nhưng ông ta lười để ý, mặc kệ hắn làm loạn ở đây. Nhưng dù khả năng nào, cảm nhận của Chu Dương về bến cảng Thuấn Thiên này không hề tốt. Ít nhất, nếu so sánh với tòa nhà tài chính thiên địa, thì bến cảng Thuấn Thiên này để lại cho anh ấn tượng rất xấu. Có chuyện gì vậy? Ai gây chuyện ở đây? Lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên. Sau đó, mọi người tách ra thành một lối đi từ cửa ra vào. Một người đàn ông trung niên đưa theo mấy nhân viên ăn mặc chỉnh tề bước vào. Người đàn ông này nhìn Thái Đầu Đinh và mấy người bảo vệ đang nằm la liệt trên đất kêu la thảm thiết, chân mày nhíu chặt lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Thái Đầu Đinh, định giở trò quỷ gì vậy? Chương 837, gặp lại bạn cũ. Nhìn thấy người đến, không ít người vây xem rối rít tản ra, thậm chí có người còn rời đi, rất rõ ràng. Bọn họ ý thức được ở đây sẽ có khả năng xảy ra chuyện gì đó ảnh hưởng đến bọn họ. Đám người Thái Đầu Đinh nhìn thấy có người đến, vừa nãy còn kêu thảm thiết, một giây sau toàn bộ lập tức im lặng, rất rõ ràng, bọn họ cũng vô cùng sợ người đến, không dám làm bất kỳ điều gì khiến người đến không thoải mái. Nhìn thấy đám người Thái Đầu Đinh không kêu thảm thiết nữa, lông mày người mới đến hơi giãn ra, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía ba người Chu Dương. Các người! Người đến đang chuẩn bị dạy dỗ một trận, nhưng khi ông ta nhìn thấy Trần Thế Hào, rõ ràng hơi sửng sốt. Trần Thế Hào, sao ông lại tới đây? Người đến tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, nhưng rõ ràng ông ta quen biết Trần Thế Hào, lập tức khẽ nở nụ cười, vẻ mặt cũng không nghiêm túc như vừa nãy nữa, mà ngược lại giống như gặp được bạn cũ, nhiệt tình bước lên trước hai bước, đi thẳng tới trước mặt Trần Thế Hào. Trần Thế Hào nhìn thấy đối phương, dường như cũng không ngạc nhiên lắm. Ông Tiết, ông vẫn còn ở đây à, chẳng lẽ định ở lại đây cả đời sao? Trần Thế Hào cười trêu ghẹo. Ông Trần, mọi người đây là... Ông Tiết liếc nhìn ba người Trần Thế Hào, sau đó lại liếc sang đám người Thái Đầu Đinh, vẻ mặt đã trở nên vô cùng nghiêm túc. Thái Đầu Đinh không làm gì mọi người chứ? Ông Tiết trầm giọng nói. Không có, chẳng qua là không có mắt, nhưng bọn tôi đã dạy dỗ bọn chúng rồi. Trần Thế Hào điềm đạm nói. Vậy thì tốt. Ông Tiết thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kéo cánh tay Trần Thế Hào, dẫn theo Chu Dương và Tôn Liên, cùng đi vào trong văn phòng. Đám người Thái Đầu Đinh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người Chu Dương rời đi. Đáng ghét, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta bị anh ta đánh một trận mà chẳng được lợi ích gì? Thằng nhóc kia biết chút võ thuật đấy, Thái Đầu Đinh, anh ta cũng từng ra tay đánh Thái Hùng thiếu gia đúng không? Chuyện này không thể nào, chúng tôi chưa nghe nói chuyện này, hơn nữa,
anh ta đánh Thái Hùng thiếu gia sao có thể bình yên vô sự được chứ? Mấy bảo vệ rõ ràng không nuốt trôi cục tức này, trong lòng vô cùng phẫn nộ bực bội, muốn lấy lại danh dự. Chẳng lẽ tôi lại lừa mọi người? Thái Hùng thiếu gia bị người ta đánh rồi, mọi người cảm thấy anh ta sẽ để người khác biết sao? Thái Đầu Đinh quả quyết nói, hắn không ngờ người mà hắn vô tình gặp lại là người đánh Thái Hùng, hơn nữa trông dáng vẻ thì người phía sau lưng Chu Dương có mối quan hệ tốt với ông Tiết ở đây. Nhưng từ trước đến nay Thái Đầu Đinh không phải người cam chịu thiệt thòi, hôm nay bị Chu Dương đánh, trong lòng hắn đã ghi thù chuốc hận, cho dù trong thời gian ngắn không thể nào gây phiền phức cho Chu Dương, nhưng hắn cũng sẽ ở đằng sau thúc đẩy, để Thái Hùng lợi dụng sức mạnh của Thái gia đi dạy dỗ Chu Dương. Nhưng chuyện này để sau hãy nói. Chu Dương theo ông Tiết đi vào văn phòng của ông ta. Mấy người ngồi xuống, Trần Thế Hào vẫn chưa nói gì, ông Tiết đã mở lời trước. Ông Trần, có phải ông cảm thấy rất kỳ lạ, Thái Đầu Đinh đó rõ ràng là con sâu làm dầu nồi canh, tại sao tôi không đuổi hắn đi, mặc kệ cho hắn ở đây làm sằng làm bậy? Vẻ mặt ông Tiết lạnh ngắt, rõ ràng vô cùng bất lực, nhất là khi nhắc tới Thái Đầu Đinh, ánh mắt ông Tiết tràn đầy căm hận. Nhưng nhiều hơn là bất lực và chán chường. Điều này cũng khiến mấy người Chu Dương bắt đầu nghi ngờ. Vừa nãy Trần Thế Hào đã giới thiệu quan hệ của ông ấy và ông Tiết một lần. Ông Tiết này tên đầy đủ là Tiết Đông Lai, bạn học đại học của Trần Thế Hào, cũng là bạn bè mười mấy năm trước Trần Thế Hào gặp lại ở Đông Hải. Quan hệ của hai người vô cùng tốt, có thể coi là bạn bè cùng chung chí hướng. Dù sao Trần Thế Hào cũng đến từ Trần gia ở thủ đô. Tuy không phải là gia tộc siêu lớn mạnh, nhưng dù sao Trần gia cũng là gia tộc hạng hai, ở thủ đô không quá khiến người khác chú ý, nhưng đối với một địa phương khác thì có thể sánh với những gia tộc hạng nhất kia. Trần Thế Hào xuất thân từ Trần gia, đã định trước thứ ông ấy có thể có được và cơ hội nhiều hơn người khác một chút. Nhưng Tiết Đông Lai thì khác, ông ta chỉ là một người bình thường, đến từ một gia đình bình thường, trên cả nước có rất nhiều gia đình như vậy. Cho nên xuất phát điểm của Tiết Đông Lai vô cùng thấp, cơ hội ông ta có thể có được rất ít. Nhưng cũng may năng lực của Tiết Đông Lai không tệ, ở rất nhiều mặt, thậm chí còn có con mắt tinh tường và biết nhìn xa trông rộng hơn người xuất thân từ Trần gia như Trần Thế Hào. Sau khi hai người tốt nghiệp đại học, Trần Thế Hào quay về Trần gia, đi theo con đường mà gia tộc đã đề ra, nhưng sau đó vì chuyện với Tôn Liên, Trần Thế Hào rời khỏi Trần gia đến Đông Hải, tính đến nay cũng đã mười mấy năm. Còn Tiết Đông Lai, sau khi tốt nghiệp đã ở lại thủ đô, hơn nữa còn vào làm việc cho sản nghiệp của gia tộc Chu gia. Trong mấy năm đầu, biểu hiện của Tiết Đông Lai vô cùng tốt, đạt được sự khen ngợi của rất nhiều đồng nghiệp. Ông ta cũng lọt vào mắt của những quản lý cấp cao ở Chu gia, điều này giúp ông ta có rất nhiều cơ hội. Nhưng dù sao Chu gia cũng là một đại gia tộc, còn xí nghiệp Tiết Đông Lai làm lại là xí nghiệp của gia tộc Chu gia. Lúc đó Tiết Đông Lai phụ trách một dự án lớn, vốn dĩ ông ta đã đàm phán xong dự án, có thể mang đến cho xí nghiệp đó lợi nhuận hơn mấy tỷ, nhưng cuối cùng lại bị Chu gia cử một người trẻ tuổi đến trực tiếp thay thế. Tuy công ty có rất nhiều người tỏ ra bất bình cho Tiết Đông Lai, nhưng mọi người đều là người trưởng thành, cũng biết xã hội này chính là như vậy. Đồng nghiệp của Tiết Đông Lai, thậm chí là lãnh đạo, vì lợi ích của riêng mình, cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở với chuyện này. Người trẻ tuổi của Chu gia thay thế thành quả của Tiết Đông Lai, vì ngăn chặn Tiết Đông Lai làm lớn chuyện này, nói cách khác là để trừ hậu họa, đã điều động thẳng Tiết Đông Lai từ công ty lúc đầu đến bến cảng Thuấn Thiên ở Đông Hải. Trước kia tôi từng trải qua thiệt thòi như vậy, Thái Đầu Đinh kia là người của Thái gia ở Đông Hải, tuy không phải người của nhánh chính, nhưng lại là một người của nhánh phụ, hơn nữa quan hệ của Thái gia và Chu Vĩ Thiên rất tốt, cho nên tôi chỉ có thể mắt nhắm mắt mở với hành vi của bọn họ. Tiết Đông Lai bất đắc dĩ nói, trong lời nói đầy bất lực. Như thể một anh hùng đã đến tuổi già, tuy nhìn thấy vài chuyện vô cùng bất mãn nhưng sớm đã không còn chí khí mạnh mẽ và dũng cảm nữa. Chu Dương ở một bên yên lặng lắng nghe Tiết Đông Lai nói về những gì ông ta trải qua bao nhiêu năm nay. Tiết Đông Lai cũng không kiêng dè Chu Dương và Tôn Liên, dù sao thì họ cũng đến cùng Trần Thế Hào, Tiết Đông Lai hoàn toàn tin tưởng Trần Thế Hào. Yên tĩnh. Tiết Đông Lai nói xong, bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Chu Dương hơi ngạc nhiên, anh không ngờ người đàn ông trung niên này lại trải qua nhiều thăng trầm đến vậy. Hơn nữa, Tiết Đông Lai này có thực lực,
nếu không với xuất thân bình thường của mình thì ông ta cũng sẽ không thể có quan hệ tốt với Trần Thế Hào lúc còn ở đại học. Mười mấy năm nay hai người họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Nếu không có thực lực ông ta càng không thể phát triển tốt ở công ty lúc trước. Đến mức người trẻ tuổi nào đó của Chu gia cũng muốn chiếm lấy thành quả của ông ta, còn vì ngăn chặn hậu họa mà điều động ông ta đến Đông Hải, từ đó rời xa thủ đô. Chương 838, Tiết Đông Lai. Ông ta đến Đông Hải đã 8 năm. Bây giờ Tiết Đông Lai ở Đông Hải từ lâu đã thành thói quen, cũng đã chuẩn bị tốt khi đối mặt với một số người có quyền thế, sẽ không tự phụ như trước, mà rất thức thời không lấy trứng chọi đá với đối phương. Bởi vì một người trẻ tuổi của Chu gia có thể dễ dàng chiếm được thành quả dự án có lợi nhuận hơn mấy tỷ mà ông không dễ dàng gì mới đàm phán được, hơn nữa còn điều ông đến Đông Hải. Vậy thì, một người có quyền thế khác cũng sẽ lợi dụng quyền lực trong tay để khiến Tiết Đông Lai càng không có đường lui. Tuy Thái Đầu Đinh không được xem là một người có quyền thế, nhưng hắn xuất thân từ gia tộc có quyền thế. Đây chính là điều Tiết Đông Lai kiêng dè. Nhưng may thay, Thái Đầu Đinh cho dù làm sằng làm bậy thế nào, cũng khá tuân thủ quy tắc, chỉ thay người khác làm việc vặt, chứ không làm gì ai cả. Điều này cũng khiến Tiết Đông Lai dễ chịu hơn. Ông Tiết, tôi thật không ngờ mười mấy năm nay ông lại trải qua nhiều chuyện như vậy, thằng oát con Chu gia đó thật sự quá đáng ghét rồi. Trần Thế Hào nghe Tiết Đông Lai nói vậy, lập tức trở nên tức giận không thôi. Ông ấy và Tiết Đông Lai là bạn thời đại học, quan hệ của hai người vô cùng tốt, có thể coi như là người bạn chí cốt. Trước đây khi tốt nghiệp đại học, vốn dĩ Trần Thế Hào muốn lợi dụng tài nguyên của gia tộc sắp xếp công việc cho Tiết Đông Lai. Nhưng vì chuyện với Tôn Liên, khiến Trần Thế Hào đột nhiên đến Đông Hải, thoáng chốc không thể lo lắng cho Tiết Đông Lai, sau này khi muốn liên lạc với Tiết Đông Lai, ông ấy đã không còn dũng khí. Ôi, không nói những chuyện này nữa, cho dù nói ra, ông có biết cũng chẳng làm gì được. Tiết Đông Lai gượng cười. Nhiều năm như vậy, dĩ nhiên ông ta biết thân phận của Trần Thế Hào, cũng biết ông ấy là người của Trần gia đến từ thủ đô. Tuy Trần gia không lớn mạnh như Chu gia, nhưng đối với Tiết Đông Lai mà nói, đã là gia tộc lớn không dám tưởng tượng, quyền thế bức người, tuyệt đối không phải là nơi ông ta có thể chọc vào. Nhưng cho dù như vậy, Trần gia ở trước mặt Chu gia cũng rất bé nhỏ. Cho dù lúc đó có nói ra người trẻ tuổi của Chu gia thay thế mình, Trần Thế Hào cũng không làm gì được, ngược lại sẽ khiến ông ấy cảm thấy áp lực. Được rồi, không nói những chuyện này nữa, hôm nay mọi người đến đây có chuyện gì sao? Tiết Đông Lai cười nói, ông ta tự biết rõ, không hỏi tại sao mười mấy năm nay Trần Thế Hào không liên lạc với mình. Người đến tuổi trung niên, rất nhiều chuyện, Tiết Đông Lai cũng đã tự ngộ ra, không còn kích động như lúc còn trẻ nữa. Tiết Đông Lai không nói gì, dĩ nhiên Trần Thế Hào cũng không hỏi nhiều, dù sao những gì Tiết Đông Lai trải qua trong những năm đó, Trần Thế Hào chưa từng trải qua, cũng không biết rốt cuộc Tiết Đông Lai đã phải chịu đựng những gì. Ừ, chúng tôi đến đúng là có việc, Chu lão gia Chu Vĩ Thiên có ở đây không? Trần Thế Hào gật đầu nói ra mục đích của mình. Chúng tôi tìm Chu lão gia vì có chuyện muốn nói. Tiết Đông Lai nhìn Trần Thế Hào, sau đó lại nhìn Tôn Liên và Chu Dương. Vô cùng ngạc nhiên. Ông ta không ngờ hôm nay Trần Thế Hào đến bến cảng Thuấn Thiên lại là đến tìm Chu Vĩ Thiên. Tiết Đông Lai không quen Tôn Liên và Chu Dương, nhưng ông cũng không hỏi nhiều, chỉ cho rằng Tôn Liên và Chu Dương là người nhà của Trần Thế Hào. Nhưng Trần Thế Hào muốn tìm Chu Vĩ Thiên, quả thật hơi làm khó Tiết Đông Lai. Nói thật, nếu mọi người đến sớm hơn có lẽ còn có thể gặp được Chủ tịch Chu, quy tắc của Chủ tịch Chu từ trước đến nay đều là không tiếp khách sau 6 giờ tối. Tiết Đông Lai trầm giọng nói, nhìn Trần Thế Hào với ánh mắt tràn đầy áy náy. Chu Dương nghe xong lập tức nhìn đồng hồ, quả nhiên bây giờ đã qua 6 giờ, sắp đến 6 giờ rưỡi rồi. Nếu dựa theo lời Tiết Đông Lai, vậy thì bây giờ Chu Vĩ Thiên có lẽ đã ngừng tiếp khách. Chỉ là, Chu Dương cũng không lo lắng quá, bọn họ không phải là người bình thường, muốn gặp Chu Vĩ Thiên cũng không có gì khó khăn. Nếu Chu Vĩ Thiên ở đây, có lẽ chúng ta có thể gặp được ông ấy. Chu Dương đột nhiên nói, vốn dĩ anh vẫn luôn ở bên cạnh nghe Trần Thế Hào và Tiết Đông Lai ôn lại chuyện cũ, không nói chen vào. Nhưng bây giờ, rõ ràng Tiết Đông Lai đã coi bọn họ là người bình thường, nếu như vẫn còn phí lời, phí thời gian ở đây, vậy thì quá lãng phí, đây không phải điều Chu Dương muốn thấy. Cho nên Chu Dương nói, vị này là,
Tiết Đông Lai nghe Chu Dương nói như vậy, khẩu khí rất lớn, trong lòng thoáng chốc khó chịu. Ông ta chỉ cho rằng Chu Dương là con cháu của Trần Thế Hào, bây giờ lại nói chen vào trước mặt ông ta, hơn nữa nghe khẩu khí, giống như Chu Vĩ Thiên nhất định phải gặp bọn họ không bằng. Người không biết tốt xấu như vậy, khiến sắc mặt Tiết Đông Lai cũng hơi khó coi. Nhưng trước mặt Trần Thế Hào, Tiết Đông Lai vẫn có biểu hiện vô cùng thích hợp, không lập tức nổi giận, mà trầm giọng nói. Không phải tôi không cho mọi người gặp Chủ tịch Chu, sau 6 giờ không tiếp khách là quy tắc Chủ tịch Chu tự đặt ra, đã khoảng chừng 5 năm rồi. Ông Trần, ông cũng đừng cảm thấy tôi không giúp các ông, nếu bây giờ tôi làm phiền Chủ tịch Chu, vậy Chủ tịch Chu trách tội, tôi không thể gánh vác nổi, nói không chừng đến lúc đó tôi sẽ bị đày đến nơi chim không đẻ trứng nổi để sống nốt quãng đời còn lại mất. Tiết Đông Lai ra vẻ cảm khái nói, có vẻ như chỉ cần quấy rầy Chu Vĩ Thiên, thì kết cục của ông ta sẽ vô cùng thê thảm. Tiết Đông Lai nói như vậy, Trần Thế Hào cũng không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Chu Dương ý bảo Chu Dương tự đưa ra quyết định của mình. Dù sao, Tiết Đông Lai cũng là bạn cũ mười mấy năm của Trần Thế Hào, hơn nữa Trần Thế Hào còn cảm thấy bản thân có lỗi với người bạn cũ này, bây giờ xa cách hơn chục năm mới gặp lại, Trần Thế Hào cũng không muốn khiến Tiết Đông Lai vì ông mà rơi vào hoàn cảnh khốn khổ. Huống hồ, cho dù hôm nay bọn họ không gặp được Chu Vĩ Thiên cũng có thể ngày mai lại đến, không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Dĩ nhiên Chu Dương cảm nhận được sự khó xử của Trần Thế Hào. Thật ra anh cũng không muốn khiến Tiết Đông Lai rơi vào hoàn cảnh khó xử, nhưng gặp mặt Chu Vĩ Thiên là chuyện hôm nay Chu Dương nhất định phải làm. Quả thật, ngày mai bọn họ lại đến cũng không quá muộn. Nhưng thời gian vẫn luôn là biến cố lớn nhất, chẳng ai biết được bọn họ trì hoãn thời gian ở đây. Bên Hứa gia đang làm gì, liệu có phải đã phái người đến tìm Chu Dương rồi không? Vì vậy, để phòng chuyện ngoài ý muốn, hôm nay Chu Dương nhất định phải gặp được Chu Vĩ Thiên. Còn về sự lo lắng của Tiết Đông Lai, theo Chu Dương thấy hoàn toàn không là gì. Một người đàn ông nếu có năng lực thì tại sao luôn buộc mình vào một cái cây là công ty Chu gia? Người có năng lực dù đi đến đâu cũng sẽ không vô duyên vô cớ bị mai một. Ở đây không giữ mình thì ắt có chỗ khác. Chu Dương không tin, một đất nước lớn như vậy, không có nơi và công ty nào cho Tiết Đông Lai dừng chân lần nữa, không có nơi nào công nhận năng lực của Tiết Đông Lai. Chương 839, từ chối. Cùng lắm thì đến lúc đó Chu Dương sẽ tuyển dụng Tiết Đông Lai, để ông ta làm việc ở công ty Danh Dương. Vừa hay công ty Danh Dương mấy năm nay cũng đang nghênh đón một đợt phát triển vượt bậc, cho nên đây cũng là lúc đang thiếu người tài giỏi. Yên tâm đi, ông Chu sẽ không trách tội ông đâu, cùng lắm thì đến lúc đó nếu ông thật sự bị trách tội rồi bị đuổi việc, tôi cũng có thể giới thiệu cho ông một nơi làm việc khác. Chu Dương thản nhiên nói. Hả, khẩu khí lớn nhỉ, tôi thật sự không biết sốt của cậu lấy đâu ra sức mạnh đó, nếu như không phải nể mặt cậu là thế hệ sau của ông Trần, thì ngay bây giờ tôi liền có thể đuổi thẳng cậu ra ngoài. Tiết Đông Lai cũng phát cáu với thái độ này của Chu Dương, lập tức khiển trách anh. Nếu không nể mặt Trần Thế Hào, thì chỉ e rằng ông ta thật sự sẽ tống cổ Chu Dương ra ngoài rồi. Thái độ của Tiết Đông Lai lại khiến Chu Dương hơi ngạc nhiên. Có vẻ như Tiết Đông Lai này không hy vọng bọn họ gặp được Chu Vĩ Thiên. Nhưng tại sao lại như vậy? Không phải quan hệ của Tiết Đông Lai và Trần Thế Hào rất tốt sao, tại sao lại ngăn cản họ gặp Chu Vĩ Thiên? Hơn nữa, Chu Dương cũng không biết quy định không gặp khách sau 6 giờ của Chu Vĩ Thiên. Ngay cả Trần Thế Hào cũng chưa từng đề cập đến, xem ra ông ấy cũng không biết chuyện này. Trong lòng Chu Dương đột nhiên nghi ngờ. Tiết Đông Lai là bạn học thời đại học của Trần Thế Hào, bạn học cũ mười mấy năm, nhưng đã hơn 10 năm trôi qua, cũng không ai biết người trước mặt này có còn là người bạn cũ của mười mấy năm trước hay không. Ha ha, khẩu khí lớn hay không, cũng không phải ông nói là được, người chúng tôi muốn gặp là Chu Vĩ Thiên, e rằng ông không thể thay ông ấy từ chối đúng chứ. Hơn nữa, tôi đã nói rồi, nếu như ông thật sự bị đuổi đi bởi vì để chúng tôi gặp ông Chu, thì tôi sẽ giới thiệu cho ông một nơi khác, tuyệt đối sẽ không để ông phải thất vọng. Chu Dương lạnh lùng nói, giọng điệu lạnh tanh. Nếu Tiết Đông Lai vẫn một mực không chịu hợp tác, vậy thì Chu Dương cũng không ngại dạy cho ông ta một bài học, cho dù ông ta là bạn học đại học của Trần Thế Hào, tình bạn hơn 10 năm của hai người bọn họ cũng không có tác dụng gì. Ha ha! Khẩu khí thật sự rất lớn đó, vậy cậu nói thử xem, nơi nào có thể không khiến tôi phải thất vọng. Sắc mặt Tiết Đông Lai đã rất u ám,
Ông ta cố nén cơn tức giận lại, muốn nghe xem Chu Dương có thể nói những lời hay ho gì. Công ty danh Dương, không biết ông đã từng nghe đến chưa? Chu Dương khẽ mỉm cười nói. Bây giờ anh cũng không muốn trực tiếp trở mặt với Tiết Đông Lai, dù sao anh vẫn phải nghĩ đến thể diện của Trần Thế Hào một chút, do đó anh quyết định cho Tiết Đông Lai một cơ hội. Nếu như Tiết Đông Lai biết nhìn xa trông rộng, vậy thì Chu Dương có thể không truy cứu thái độ vừa rồi của ông ta. Còn nếu như Tiết Đông Lai vẫn như cũ không chịu nhượng bộ, cứ cố gắng ngăn cản bọn họ gặp Chu Vĩ Thiên, vậy thì Chu Dương không thể không ra tay. Công ty danh Dương. Tiết Đông Lai hơi ngạc nhiên, không ngờ nơi mà Chu Dương nói lại chính là công ty danh Dương. Tiết Đông Lai đến Đông Hải cũng đã nhiều năm, ông ta đương nhiên biết rõ thế lực của những gia tộc lớn nhỏ ở Đông Hải. Tiết Đông Lai cũng không xa lạ gì với công ty danh Dương đang nổi tiếng trong nửa năm qua. Trên thực tế, bản thân Tiết Đông Lai đã hỏi thăm một số tình hình của công ty danh Dương, nếu như nói Tiết Đông Lai không có hứng thú với sự phát triển nhanh chóng của công ty danh Dương trong một khoảng thời gian ngắn, thì đó là điều không thể nào. Nhưng giữa bến cảng Thuấn Thiên và công ty danh Dương, thì Tiết Đông Lai vẫn sẽ lựa chọn bến cảng Thuấn Thiên. Bởi vì ông ta không quen biết ai trong công ty danh Dương, cho dù có thể vào công ty danh Dương, thì sự nghiệp của ông ta cũng không thể phát triển cao được. Điều này hoàn toàn không đáp ứng được sự kỳ vọng của Tiết Đông Lai. Cậu có mối quan hệ gì với công ty danh Dương? Tiết Đông Lai nghi ngờ hỏi. Tôi là cổ đông của công ty danh Dương, chỉ cần tôi nói một câu, ông có thể đến công ty danh Dương nhận chức ngay. Chu Dương bình tĩnh nói, anh đã đoán trước được phản ứng của Tiết Đông Lai, nên cũng không cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ. Chỉ cần Tiết Đông Lai không ngu ngốc và không có mục đích gì khác, thì ông ta sẽ không có lý do gì để từ chối điều kiện mà Chu Dương đưa ra. Suy cho cùng, những điều mà cổ đông của công ty danh Dương đã tự mình hứa hẹn, thì nhất định sẽ làm được. Mà bản thân Tiết Đông Lai hoàn toàn không cần phải trả một cái giá nào. Cậu, cổ đông. Tuy nhiên, Tiết Đông Lai lại cảm thấy buồn cười khi nghe thấy Chu Dương nói vậy, sắc mặt ông ta lộ vẻ nghi ngờ và giọng điệu của ông ta cũng tràn ngập sự khinh thường. Dường như ông ta hoàn toàn không tin lời Chu Dương nói. Suy cho cùng, công ty danh Dương cũng không phải là công ty siêu lớn, nhưng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, doanh thu đã vượt hàng chục tỷ, lợi nhuận cũng lên đến vài tỷ, giá trị cổ phiếu của một công ty như vậy có thể tưởng tượng được. Còn Chu Dương chỉ là một cậu nhóc hơn 20 tuổi, một người như vậy làm sao có thể có cổ phần trong công ty danh Dương được, hơn nữa còn nói rằng để ông ta vào nhận chức. Cho dù Chu Dương thật sự là cổ đông, thì cái gọi là cổ đông này có thể nắm trong tay bao nhiêu cổ phần? Chẳng lẽ có thể để Tiết Đông Lai trở thành tổng giám đốc được hay sao? Cho nên Tiết Đông Lai không hề tin tưởng Chu Dương chút nào. Sao, ông không tin à? Giọng nói của Chu Dương mang theo một chút đùa cợt. Anh nhìn ra được sự hứng thú của Tiết Đông Lai, nhưng dường như Tiết Đông Lai vẫn còn hơi nghi ngờ. Ông Tiết, đây là sự thật. Chu Dương nắm giữ hơn 30% cổ phần của công ty danh Dương, là cổ đông lớn thứ hai của công ty danh Dương. Hơn nữa Chu Dương cũng có quan hệ rất tốt với cổ đông lớn nhất của công ty danh Dương. Chuyện mà Chu Dương đã hứa, nhất định cậu ấy sẽ làm được. Lúc này Trần Thế Hào mới lên tiếng, giải thích giúp cho Chu Dương. Ông ấy cũng nhận ra được người bạn cũ của mình có vẻ không tin tưởng Chu Dương lắm. Nhưng Trần Thế Hào lại không muốn người bạn cũ của mình bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, nên đã mở lời giải thích thay Chu Dương, để Tiết Đông Lai có thể đưa ra quyết định càng sớm càng tốt. Bản thân ông ấy không có cách nào để sắp xếp được cho Tiết Đông Lai, cũng không thể sắp xếp Tiết Đông Lai đến câu lạc bộ Silver Lake của mình làm quản lý được. Câu lạc bộ Silver Lake của ông ấy cũng chỉ là một câu lạc bộ tư nhân, có tên tuổi trong phạm vi nhỏ, quy mô không hề lớn, cũng không mở rộng được tầm ảnh hưởng. Nó kém xa so với công ty danh Dương, nếu công ty danh Dương kinh doanh tốt, thì thậm chí có thể trở thành một công ty lớn mang tầm cỡ quốc tế hoàn toàn mới. Mà những thứ này thì câu lạc bộ Silver Lake không thể làm được. Có lời giải thích của Trần Thế Hào, sắc mặt của Tiết Đông Lai rõ ràng đã nghiêm túc hơn, ánh mắt nhìn Chu Dương cũng trở nên chăm chú. Ông ta không ngờ người trẻ tuổi trước mặt mình lại nắm giữ hơn 30% cổ phần trong công ty danh Dương. Tính toán như vậy, thì bây giờ cổ phần của công ty danh Dương mà Chu Dương đang nắm giữ trong này, có trị giá không dưới 5 tỷ. Hả? Tiết Đông Lai lập tức bị sốc, đồng thời ông ta cũng vô cùng ghen tị, cảm thấy rằng số phận của bản thân mình ngày càng bất công.
mình chịu khó chịu khổ để lên học đại học, chăm chỉ làm việc, không dễ dàng gì mới có thể cống hiến cho một công ty của Chu gia, đàm phán thành công một dự án trị giá bạc tỷ, nhưng lại bị con cháu thế hệ trẻ của Chu gia cướp mất. Mà đối phương vì muốn che đậy chuyện này nên đã điều động ông ta đến bến cảng Thuấn Thiên này, ở đây, mẹ ruột không yêu, cậu ruột cũng không thương, Tiết Đông Lai đã phung phí mất nhiều năm trời. Chương 840, Tiết Đông Lai cố chấp. Còn một người trẻ tuổi như Chu Dương đã nắm trong tay tài sản hàng tỷ. Đem ra so sánh càng khiến người ta tức chết đi được. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Giọng nói của Tiết Đông Lai mang theo vẻ u sầu, nhưng trong lòng ông ta vẫn đưa ra quyết định. Tuy rằng lời nói của cậu rất có sức hấp dẫn và tôi cũng tin rằng có ông Trần ở đây, cậu nhất định sẽ sắp xếp cho tôi một con đường tốt, nhưng tôi ở đây đã nhiều năm rồi, sớm đã trở thành thói quen, cũng không muốn chuyển sang chỗ khác. Hơn nữa, Chủ tịch Chu là người có ơn với tôi, ông ấy đặt ra quy tắc, tôi sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai phá vỡ nó. Vì vậy, ông Trần, ngày mai các ông hãy đến, tôi sẽ không nhiều lời, trực tiếp dẫn các người đi gặp Chủ tịch Chu. Cuối cùng, Tiết Đông Lai thẳng thắn từ chối lòng tốt của Chu Dương. Khi Tiết Đông Lai vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Chu Dương cuối cùng đã thu lại, ánh mắt vô cùng khó coi. Nếu tới giờ, anh vẫn không nhìn ra Tiết Đông Lai này có vấn đề, vậy thì Chu Dương cảm thấy bản thân mình không cần thiết phải đi tranh giành với Hứa gia nữa. Bởi vì nếu ngay cả một chút nhạy bén này mà Chu Dương không có, vậy thì khi đối đầu với Hứa gia, anh chỉ có thể nhận về kết quả thất bại. Không chỉ có Chu Dương cảm thấy vậy, ngay cả Trần Thế Hào cũng cảm thấy ánh mắt của Tiết Đông Lai có gì đó không đúng lắm. Tiết Đông Lai trong ấn tượng của Trần Thế Hào không phải một người như vậy. Tiết Đông Lai bây giờ khiến cho Trần Thế Hào cảm thấy khá xa lạ. Trước đó Trần Thế Hào đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Chẳng hạn, Chu Vĩ Thiên không dễ để nói chuyện như vậy, ông ta phớt lờ việc Chu Dương xin giúp đỡ. Nhưng Trần Thế Hào chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại người bạn học thời đại học của ông ấy từ hơn một thập kỷ trước ở đây, hơn nữa tên Tiết Đông Lai này lại ngăn cản không muốn cho bọn họ vào gặp Chu Vĩ Thiên. Ông Tiết, ý của ông là gì? Trần Thế Hào trầm giọng hỏi, giọng nói không còn vui vẻ như lúc vừa mới gặp lại Tiết Đông Lai nữa. Ha ha, ông Trần! Tôi cũng không phải cố ý ngăn cản mọi người vào gặp Chủ tịch Chu, chẳng qua đây là mệnh lệnh của Chủ tịch Chu, tôi chỉ là một cấp dưới nhỏ nhoi, sao có thể làm trái lại mệnh lệnh của cấp trên được, ông cũng đừng làm khó tôi nữa. Hơn nữa, vừa rồi tôi cũng đã nói, ngày mai các người quay lại, tôi sẽ lập tức dẫn hai người đi gặp Chủ tịch Chu. Tiết Đông Lai cười ha ha nói, dường như nhìn thấy bộ dạng bất lực của Trần Thế Hào và Chu Dương khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng hài lòng. Thậm chí, ánh mắt của ông ta khi nhìn ba người Chu Dương còn mang theo sự khinh thường. Chu Dương là cổ đông của công ty Danh Dương, tài sản trị giá hơn 5 tỷ, vậy thì đã sao? Còn Trần Thế Hào là con trai của Trần Gia ở thủ đô, xuất thân từ một gia đình quyền thế thì sao chứ? Có Tiết Đông Lai tôi ở đây thì hôm nay các người đừng hòng có thể gặp được Chủ tịch Chu. Tiết Đông Lai vô cùng tự hào. Cảm thấy bản thân mình cuối cùng cũng có một ngày có thể dồn ép được những người như Chu Dương và Trần Thế Hào. Trần Tổng, có vẻ như người bạn đại học này của ông không hề giống như những gì ông nghĩ. Chu Dương nghiêm túc nói, ánh mắt anh nhìn Trần Thế Hào đầy sự dò hỏi. Anh muốn nhận được phản hồi từ Trần Thế Hào, chỉ cần Trần Thế Hào không có ý kiến, vậy thì Chu Dương sẽ khiến cho Tiết Đông Lai này biết rằng không phải ai cũng có thể giả bộ có quyền ở trước mặt anh. Ồ! Tôi không ngờ nhiều năm trôi qua ông Tiết lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy, nếu đã thế ông ấy đã không còn là ông Tiết mà tôi từng quen biết nữa rồi. Trần Thế Hào thở dài, trên mặt lộ ra vẻ chua xót, quay đầu sang một bên, không nhìn Tiết Đông Lai nữa, cũng không quan tâm tiếp theo Chu Dương sẽ làm những gì. Vậy thì dễ dàng hơn rồi. Chu Dương khẽ nói, sau đó ánh mắt của anh khi nhìn Tiết Đông Lai trở nên lạnh lùng hơn. Điều này khiến trong lòng Tiết Đông Lai chợt run lên. Nhưng ngay lập tức Tiết Đông Lai nhớ lại đây là văn phòng làm việc của bến cảng Thuấn Thiên, dù sao cũng là sân nhà của ông ta, cho dù đám người Chu Dương không vui vẻ gì, thì họ cũng chỉ có thể đành chịu, bản thân ông ta hoàn toàn không cần phải sợ hãi. Chu Dương chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Tiết Đông Lai, trên người anh đột nhiên lan tỏa ra một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp dồn ép Tiết Đông Lai. Luồng khí thế này lập tức khiến toàn thân Tiết Đông Lai trở nên căng thẳng. Ông ta nhìn Chu Dương với vẻ cảnh giác, thậm chí còn lóe lên một chút hoảng sợ.
Lúc này Tiết Đông Lai mới cảm thấy hơi lo lắng, ngộ nhỡ đám người Chu Dương không tuân theo quy định, mà cứng rắn ra tay, vậy thì ông ta phải làm sao? Khi nãy Chu Dương ra tay xử lý Thái Đầu Đinh và tám người bảo vệ kia đều bị Chu Dương đánh bại nằm trên mặt đất, Tiết Đông Lai đều nhìn thấy rõ mọi chuyện. Nếu như Chu Dương lại ra tay lần nữa, vậy thì Tiết Đông Lai hoàn toàn không thể phản kháng lại được. Cậu muốn làm gì? Tiết Đông Lai cố tỏ ra bình tĩnh hỏi. Chu Dương liếc nhìn Tiết Đông Lai một cái, sau đó chậm rãi nói. Tôi chỉ là rất tò mò, ông luôn cố gắng ngăn cản chúng tôi gặp ông Chu, rốt cuộc là có mục đích gì, là ông Chu thực sự không tiếp khách sau 6 giờ, hay là ông chỉ đang muốn kéo dài thời gian, để thông báo tin tức cho ai? Hơn nữa, ông còn thề thốt rằng ngày mai sẽ tự mình dẫn chúng tôi đi gặp ông Chu, có phải ông chờ sau khi chúng tôi rời đi, sẽ liên hệ cho người sai khiến ông, để thông báo tin tức cho họ? Để tôi đoán xem người đứng sau sai khiến ông làm như vậy rốt cuộc là ai? Tôi thậm chí còn bằng lòng để ông làm việc ở công ty Danh Dương, nhưng ông nhất quyết muốn ở lại đây, nói như vậy, có nghĩa là người sai khiến ông, có lẽ cũng là người của Chu gia, hơn nữa còn có quan hệ với ông Chu. Nếu tôi đoán không nhầm thì người sai khiến ông làm như vậy chính là con trai của ông Chu. Nói đi, ông Chu có 3 người con trai, người sai khiến ông là đứa con trai thứ mấy? Sau khi Chu Dương nói xong, trong phòng làm việc trở nên vô cùng yên tĩnh, dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Hai người Trần Thế Hào và Tôn Liên không khỏi nhăn mặt, hiển nhiên họ đang cố hiểu những lời Chu Dương vừa nói. Còn bộ dạng của Tiết Đông Lai giống như vừa gặp phải ma, ông ta kinh hãi nhìn Chu Dương. Cậu, sao cậu lại biết được? Tiết Đông Lai không ngờ Chu Dương có thể nói hết được mọi chuyện, mặc dù có lẽ đều là dự đoán, nhưng những suy đoán này của anh đều đúng. Điều này khiến trái tim Tiết Đông Lai bỗng hoảng loạn, đột nhiên sợ hãi không có lý do. Trên thực tế, chuyện này cho đến bây giờ vẫn chưa bị ai phát hiện. Tên tuổi của Chu gia và danh tiếng của Chu Vĩ Thiên đủ để trấn áp nhiều người. Trước đây cũng không phải không có người đến tìm Chu Vĩ Thiên, nhưng đều bị Tiết Đông Lai dùng cách này để ngăn chặn đối phương, đều bảo với đối phương ngày mai hãy quay lại. Sau khi đối phương rời đi, Tiết Đông Lai sẽ liên hệ cho con trai của ông Chu, hỏi ý kiến của đối phương như thế nào. Tất cả các trường hợp trước đó, con trai của ông Chu đều không ngăn cản, ngày hôm sau đều để mọi người vào gặp Chu Vĩ Thiên. Lần này, vốn dĩ Tiết Đông Lai muốn lặp lại kế hoạch để kéo dài thời gian một lần nữa. Nhưng ông ta không ngờ rằng, Chu Dương và Trần Thế Hào không bị mắc lừa, khăng khăng đòi gặp Chu Vĩ Thiên. Điều khiến Tiết Đông Lai kinh ngạc hơn là Chu Dương lại có thể nói ra toàn bộ sự thật của sự việc. Ngoại trừ việc là người con trai nào của ông Chu đứng sau chuyện này thì những cái khác Chu Dương gần như đều đoán đúng. Audio điện tử Võ Tấn Bền